xin chào tất cả quý vị hôm nay chúng ta chào đón đến với kênh một người tác giả mới có cái tên rất hay hồi ức và câu chuyện này là một câu chuyện vô cùng kinh dị có nhiều đoạn thuật đọc mà thuận cảm giác bị lợm giọng luôn quý vị ạ à. mang tên làng ăn xác thối mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé trời đã chuyển về chiều nhưng cái nóng oi ả à vẫn còn bùa vây hoàng hôn nhuộm lên đám cỏ úa một màu vàng vọt và khô khốc lão dự cởi trần để lộ thân hình gầy gò cùng làn da nâu sạm như dính sát vào bộ xương sườn khẽ giơ cao chiếc quạt mo cau lên che đầu lão nhau mắt nhìn về phía tây nơi đàn quả đang thi nhau réo lên từng hồi thê thiết chắc cả à, lại có người chết lão nghĩ vậy rồi lặng lẽ quay vào nhà lấy chiếc áo cánh mặc vào sau đó bảo con trai mày à, chạy trước ra cổng hậu xem có chuyện gì mà đám quả bu đầy thế kia chẳng vội vàng hay lo lắng thẳng nhất con trai lão dự thở hắt ra với bộ dạng mệt mỏi nó chống cối đứng dậy rồi lê bước ra cổng sau của làng như lời cha nói có lẽ đã quá quen với cảnh thấy người chết nên thằng nhất bình thản đến lạ lùng Sở dĩ có chuyện như vậy bởi hiện nay khắp nơi nạn hạn hán đang hoành hành. Suốt hai năm trời chẳng có hạt mưa nào rơi xuống, đồng ruộng khô héo, áo chum sông hồ khô cạn, đất đai không thể canh tác. Dân chúng đang chết dần chết mòn bởi lương thực đã cạn kiệt. Là trường thôn, nhưng lão sử cũng chẳng thể làm gì bởi sức người không đọ được với ý trời. Một thời gian dài, lão phát động dân làng đào giếng tìm nguồn nước ngầm phục vụ tưới tiêu chăm sóc hoa màu nhưng lượng nước nhỏ nhoi tưới cho cánh đồng như muối bỏ bể duy trì được vài ruộng khoai là may mắn còn lúa má coi như bỏ sự sống của tất cả chỉ còn biết trông chờ vào những đợt cứu tế từ quan phụ mẫu và những lần phát trận của phú hộ tuy vậy số lượt ngày một ít đi và người chết ngày một gia tăng chưa bao giờ vùng đất này rơi vào thảm cảnh như vậy lão dự chép miệng cảm thán khi chứng kiến xác chết đang bị đàn quạ thi nhau rỉa thịt những người đứng xung quanh nhìn thấy không khỏi buồn nôn lão dự ra lệnh cho đám thanh niên dùng gậy đuổi bầy quạ đi rồi bó chiếu người xấu số lại đem chôn đàn quạ đã quen ăn thịt nên chẳng còn sợ người thêm việc tử thi bốc mùi thối rữa khiến ai nấy đều kinh tởm, đùn đẩy nhau tiến lên phía trước khổ một điều người chết là kẻ xa lạ từ nơi khác đến, đơn thường độc mã. Bằng không, việc này chưa tới lượt dân làng. Trong lúc mọi người đang khó xử lách qua đám đông, một lão già bẩn thiểu bước tới, dán đôi mắt đỏ quạch vào xác chết. Xung quanh bỗng trở nên im bặt. Lão sử ôn tồn lên tiếng. Ông chúng, ông có thể ra tay hành thiện tích đức, lo hậu sự cho người xấu số được không? Nếu cứ để họ ở đây, e sẽ thành tiền lệ xấu rồi cả làng đâu đâu cũng có mộ ông già có vẻ ngoài nhếch nhác làn da cáu ghét râu ria xồm xoàm tên chủng không nói một câu trực tiếp tiến lại gần cái xác thối giữa thằng nhất đã nhanh chóng đem tới một xô vôi đưa cho lão chủng rắc lên người chết và toàn bộ khu vực xung quanh để tránh xảy ra dịch bệnh lão chủng vốn là kẻ tứ cố vô thân chuyên làm nghề bốc mạc ngày trước những việc như thế này lão đều được trả công nhưng hiện nay hàn hán hoành hành đừng nói là tiền ngay cả một miếng lương khô cũng xem là quý hiếm lão chồng bắt đầu làm việc không công người làng đồn đại lão chồng có cái mũi điếc lão chưa từng người thấy mùi xú uế cho nên làm việc rất nhiệt tình lại tận tâm điều đó là sự thật hay không chẳng ai rõ chẳng có một việc tất cả đều nhìn ra đó là ở đâu có xác chết, ở đó sẽ có mặt lão trùng. Nhìn lão trùng thoăn thoát đưa cái xác nham nhở vì bị quả rỉa. Nhiều chỗ lòi cả xương trắng vào trong chiếu cói rồi bó lại. Buộc dây cẩn thận, tất cả đều cảm thấy dùng mình. Nhiều người không chịu được kê sợ phải quay mặt đi nơi khác. Hành sự xong, cũng lại đích thân lão trùng đưa người xấu số, số lên xe, kéo trở ra đồng dạng. Thông thường trong làng có người chết thôn dân đều đưa tiến đàng hoàng nhưng hiện nay chẳng ai còn tâm trạng làm điều đó bởi chút hơi tàn của họ cũng đang dần cạn theo số lương thực ít ỏi từ trên ban xuống nhìn theo bóng dáng lão trùng xa dần phút chốc chỉ còn là một chấm nhỏ trên con đường mòn dẫn ra nghĩa địa lão dự khẽ thở dài rồi đây còn nhiều người phải chết chết đói chết khát chết non chết già Tất cả đều không tránh được số trời Từng chứng kiến dân làng kéo nhau bỏ đi nơi khác Cùng lúc có cả những người từ nơi khác kéo đến thôn làng Rốt cục Đám cụm đinh mặt hàng tha phương cầu thực Đều chết dần chết mòn bởi kiệt sức Hoặc bị thảo khấu cướp bóc Lão sử nói với con trai Đằng nào cũng vậy Thả nhắm mắt xuôi tay ở quê nhà Còn hơn trở thành kẻ lang bạt kỳ hồ bong già thất thổ bữa tối của cả nhà lão sử chỉ có vọn vẹn một đĩa khoai lang luộc ăn thay cơm cái thứ khoai mới thành hình cụ chưa to chỉ nhịn hơn ngón tay cái một chút nhưng đã phải vào nồi để phục vụ cho những cái bụng trống rỗng ngày đêm cồn cào sôi léo sắp lên giường ngủ để tiết kiệm sức lực cả nhà lão dự bỗng người thấy mùi xô ế nồng nặc bay tới dù đóng chặt các cửa và cố nhắm mắt dỗ giấc ngủ nhưng quả thật mùi hôi thối khủng khiếp quanh quẩn trong không khí sộc thẳng vào mũi khiến ai nấy đều nôn nao khó tả chưa kể tiếng quả réo ẩm ĩ trong đêm đã kích thích trí tò mò của tất cả mọi người cái mùi này sao bữa nay nghe nó nặng nề quá vậy chẳng nhẽ lại có kẻ vong mạng lão sử thấy hơi lạ mặc dù người chết hiện giờ nhan nhản nhưng quan trên đã cắt cử phạm là chết trong làng thì làng tự xử còn ở bên ngoài Tuần Đinh sẽ có nhiệm vụ đi dọn dẹp. Ở bên cạnh nghĩa địa có cả một cái hố chôn tập thể dành cho những kẻ từ nơi khác đến. Hố được đào sâu 5 thước, rộng 10 thước. Trồn đến đầu rác vôi lấp đất đến đấy để phòng lũ quạ người thấy mùi xác thối kéo đến rỉa thịt moi nội tạng. Không thể ngồi yên chịu trận, lão dự cùng hai đứa con trai đốt đuốc bước ra ngoài. Đi ngược theo hướng gió, lần tìm đến nơi phát ra cái thứ mùi kinh dị. Chớp mắt, cả ba người đứng trước ngôi miếu hoang hơn trăm tuổi, nằm cách đỉnh làng một trăm thước về phía nam, tọa trên một cỏ đất cao gần con đường dẫn lên núi. Mấy cha con đứng bất động bàng hoàng khi thấy rất đông nạn dân tụ tập quanh miếu. Họ đang thi nhau ăn cái thứ gì đó một cách ngon lành. Đàn quả đen bay vọng tròn trên đầu đám người đói kêu, quả quả, đầy phấn khích mày mau tới đó xem họ đang ăn gì vậy lão dự hất hàm bà con trai lớn thằng nhất vừa bịt mũi vừa dấn bước về phía ngôi mộ cổ hòa vào đám nạn dân nhưng chỉ trong tích tắc nó đã quay đầu chạy thục mạng mặt mày tái xanh không ngừng nôn mửa nhìn thấy bộ dạng của cả nhất lão dự có linh tính chẳng lành lão hỏi ngay sao rốt cục họ đang ăn cái gì Thằng nhất nôn ra hết toàn bộ chỗ khoai ăn hồi tối Thêm cả đống mật vàng mật xanh Rồi mới trả lời một cách ngắt quãng Còn thấy Còn thấy họ 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 ăn lòng thối Phải Chính là lòng thối đó thầy Nhưng không tin những gì cả nhất nói Đích thần lão dự và thằng nhị tiến về phía ngôi miếu cổ Đứng chung với đám nạn dân đứng ngồi lố nhố Sau khi đã nhìn kỹ Bà cha còn lặng thinh hồi lâu Rồi mới nháy nhau lui gót Ai cũng biết, trời đất này đến chuột bọ côn trùng còn chết, lấy đâu ra lợn gà bò dê để có được cố lòng? Mà cứ cho là có cũng chẳng nhiều đến nỗi có thể khao mời hết đám nạn dân. Không cần nói ra ai nấy đều tự hiểu. Thứ mà những kẻ cùng đinh đang xì sụp chính là nội tạng của người chết. Điều kỳ lạ là mặc dù nội tạng bốc mùi thối giữa cách xa cả dặm cũng người thấy vẫn được bọn họ đánh chén một cách ngon lành suốt đêm thay vì bị cơn đói hành hạ ngược lại thằng nhất luôn cảm thấy đầy bụng bởi vẫn còn ám ảnh chuyện nạn dân ăn lòng thối sáng hôm sau nó phải ra vườn tìm kiếm cỏ dại nhai cho bớt cảm giác lợm rộng vào lúc đó nó nghe được tiếng của lão dự gọi mày đang làm gì đó nhất mau chuẩn bị đi hôm nay quan trên về đây làm lễ cầu mưa tất cả thôn dân đều phải có mặt Biết rằng chuyện này rất hệ trọng Thẳng nhất phút chốc quên bén đi sự việc kinh dị hồi đêm Vội vã đứng dậy cùng cả nhà gia đình làng Giữa đám dân đen cùng đinh mặt hạng đổ về sân đỉnh lúc này Nhất nhận ra một trong những kẻ có mặt ở miếu cổ đêm qua Hắn tên là Báu Sở dĩ nhất ấn tượng với Báu bởi hắn là tên phàm phu tục tử Ăn thùng uống bài. Cho nên lúc ở miếu Kẻ đánh chén đuột người mạnh nhất không ai khác chính là Báu Nhìn hắn lúc đó chẳng khác nào loài quỷ đói đội mồ sống dậy từ địa ngục. Nhất từng chứng kiến có kẻ vì cùng đường đã ăn cả cá chê bắt được trong mả chôn người chết. Nhưng túng quân đến mức sực luôn nội tạng thối thì đây là lần đầu. Quá tò mò, trước giờ làm lễ cầu mưa, nhất lần la lại gần tay báu, cốt để thăm dò chuyện lạ lùng. Bắt đầu từ việc khen báu thể chất tốt, dù sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt, thân thể non không xuống mà là bao. Sau đó, nhất khéo léo ngỏ ý xin bí quyết. Báu chẳng chút hẹp hòi, nhìn ngang dọc đề phòng như sợ người khác nghe được. Rồi ghé sát tay nhất nói ra bí mật sống khỏe giữa thời buổi khốn cùng. Tôi có duyên gặp được thần tiên, đêm nào họ cũng dẫn tôi đi ăn một bữa no. Nhất lạnh hết sống lưng, bởi bữa no mà báo đang nói rõ ràng là thứ uế tạp không dành cho con người. Bảo vẫn thì thầm bên tai nhất Chỉ những người thành tâm mới có thể gặp được thần tiên Và được họ giúp mà thôi Nhất giả vờ ngạc nhiên hỏi lại Vậy thần tiên dắt anh đi ăn món gì vậy? Báo tặc lưỡi Nếu hôm đó thèm món gì Khắc được dẫn đi ăn món ấy No nê rồi về Cứ nghĩ đến món lòng thối Nhất lại buồn nôn Chẳng kiềm chế nổi Cả phải chạy vội ra sau đỉnh nôn ói dù trong bụng chẳng còn gì để tống ra. Vừa khạc nhỏ nhất vừa nghĩ. Báu đúng là đói đến loạn chế rồi. Món đột người mà hắn lại cho rằng thức ăn thần tiên ban tặng. Nếu không phải bị điên thì cũng là ma ám. Sau lưng nhất lại vang lên giọng nói quen thuộc. Mày làm sao vậy nhất? Nhận ra lão dự, nhất mau mắn thuật lại cuộc nói chuyện giữa mình và tay báu. Lão sử nhíu mày nhất thời cũng cảm thấy hồ đồ theo. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại trên đời này không chuyện gì không thể xảy ra. Nhiều người bị cơn đói hành hạ khiến mất hết lý trí, dần dần sinh ra ảo giác cũng là chuyện thường tình. Lão chép miệng bảo con trai. Thôi kệ nó đi, mau về phía trước, sắp đến giờ đại lễ diễn ra rồi. Điểm danh những kẻ có mặt ở đình làng, lão dự phát hiện ra sự vắng mặt của một người. Nhìn kỹ trong đám đông, quả thật không thấy cô ta lão sử nói to lê thị hương con gái ông bà nhiêu đâu người đàn bà tên nhiêu lập cập bước lên trước khúm núm chắp tay vái thưa trưởng thôn con gái tôi nó không khỏe tôi đã bảo nó ở nhà nghỉ ngơi lão dự thấy lấn cấn bởi cách đây không lâu vào ngày họp thôn cô gái này đã vắng mặt lần này cũng vậy xem ra bệnh không nhẹ Sở dĩ việc điểm danh phải thực hiện thường xuyên Bởi nó liên quan tới chuyện phân bổ nguồn lương thực cứu tế Không thể làm qua loa Tỷ dụ như hôm nay Sau khi màn cầu mưa kết thúc Đồ cúng sẽ được chia đều cho những kẻ có mặt Bỏ qua việc thiếu người Buổi lễ vẫn diễn ra đúng theo kế hoạch Sau khi quan phụ mẫu bước lên trước bàn Phật nguyện Đốt ba cây hương Ngài lui xuống quỷ bên cạnh sư thầy chắp tay thành kính, tiếng tụng kinh có mó bắt đầu nổi lên vang vọng bốn bề sau nghi thức dân hương là nghi thức rước nước diễn ra ngay tại giếng làng nơi đây được cho là long mạch của cả vùng đất chẳng thế mà trong khi khắp các sông hồ đều cạn trơ đáy bởi nạn hạn hán thì giếng làng vẫn luôn đầy ấm ấp duy trì nguồn sống cho thôn dân Đoàn rước nước gồm hai thuyền rồng tiến thẳng tới vị trí cây nêu, cắm cờ ngũ sắc giữa giếng, Thuyền đi vòng quanh cây nêu trong tiếng trống chiêng rộn ràng rồi làm lễ xin nước. Nước được lấy vào 10 bình gốm đưa về bờ, đặt lên bàn Phật nguyện. Hết một tuần nhang, tám thanh niên khỏe mạnh khiêng kiểu thánh xuất phát từ phía sân giếng, đảo một vòng quanh ngôi đình. Đằng trước là những cô gái chưa chồng mặc áo ngũ thân, thập lĩnh màu cánh sen. Xếp thành hai hàng, tay cầm bình nước đã được ban phép, vậy lên đầu đám thôn dân đang quỷ mọp hai bên, như một hình thức phát lộc. Mà thứ lộc mọi người khao khát lúc này chẳng gì khác ngoài những cơn mưa. Việc mấu chốt của lần cầu mưa này là vào đêm nay. Vị thầy Pháp được mời tới sẽ dùng nguyên một canh giờ để đọc thần chú, thi triển pháp thuật kết nối với các vị thần. Điều không may xảy đến. Khi thầy còn chưa kết thúc nghi thức tâm linh, một tiếng hét chói tai bất ngờ vang lên. Mọi người đổ xô vào bên trong đỉnh xem xét tình hình và kinh hãi nhận ra bức tượng thành hoàng làng cao ba thước khi không đã nứt toác từ trên chán ngài giữa khe nứt rỉ xuống một thứ chất lỏng đỏ như máu tượng thành hoàng làng bị nứt đôi là sự việc vô tiền khoáng hậu từ trước tới nay nhưng đó vẫn chưa là gì so với chuyện ngay buổi sáng hôm sau lão dự nhận được tin báo của hai đứa con trai thầy ra ngoài mà xem Dân làng đang xôn xao vì chuyện rằng che ngà trên đường ra sông nhất loạt nở hoa. Như vậy, làng ta đã đến hồi mạc vận. Bán tín bán nghi trước những lời con trai nói, đích thần lão dự đi xác thực vấn đề. Quả nhiên, thằng nhất và thằng nhị không nói dối. Suốt 60 năm cuộc đời, lão dự chưa một lần chứng kiến cây tre ra hoa. Đây là lần đầu tiên. Người ta vẫn nói Che trúc nở hoa là điểm xấu, báo hiệu sự suy tàn lão dự dù không muốn tin nhưng trước những gì đang xảy ra người vững tâm đến mấy cũng phải hoang mang thằng nhị bỗng ghé tay cha nó thì thầm còn chuyện này lạ lắm thầy à hồi nãy con đụng chúng mụ nhiều Trong mụ ta lấm la lấm nét như quả vào chuồng lợn ban đầu con không để ý nhưng lúc mụ đi rồi nhìn xuống dưới đất mới thấy ít gạo vương vãi con đổ rằng mụ ăn cắp gạo cứu tế mở lòng bàn tay ra trước mặt cha nhỉ chứng minh bản thân không nói dối khi một chút gạo lẫn đất cát hiện ra giật mình vì tin báo của con trai thứ lão sự lập tức gọi con trai cả tới giao việc giữa thời buổi thóc cao gạo kém người ta thả giữ gạo còn hơn giữ vàng thì việc ăn cắp lương thực cứu tế là chuyện vô cùng hệ trọng trong khi nhất đi cảnh báo cai tuần về sự lỏng lèo trong việc trông coi kho thóc của đội ngũ tuần đinh đích thân lão sử cùng nhị tới nhà mụ nhiêu để xem xét binh tình. Muốn bắt quả tang và có bằng chứng xác thực, trước khi làm to chuyện, lão sử đã tính đến bước bắt mụ nhiêu phải khai ra chi tiết số lần ăn cắp gạo, mỗi lần ăn cắp bao nhiêu để luận tội. Mụ nhiêu kìa thầy. Lão sử ra hiểu cho con trai giữ im lặng, sau đó... Hai người lặng lẽ trôi qua lỗ chó nơi hàng rào sau vườn rồi đột ngột xông thẳng vào buồng của mụ nhiêu. Bát cháo trắng rơi xuống nền gạch vỡ tan tành. Bà nhiêu cùng cô con gái run rẩy khi thấy bóng ông trưởng thôn và đứa con trai xuất hiện. Với bà nhiêu, họ chẳng khác nào tự thần đến lấy mạng mình. Gạo tiếp tế suốt nửa năm nay, hai tháng mới phát một lần đủ ăn trong mười ngày. Còn lại nhân dân được nhận ngô, khoai và sắn, nhưng số lượng cũng vô cùng ít ỏi chủ yếu ăn để cầm hơi. Biết chẳng thể che giấu tội ăn cắp gạo, không cần lão dự lên tiếng, bà nhiều vội quỷ sụp xuống vái sống, đồng thời ra sức van nài ông trưởng thôn, hãy tha cho mình. Cô Hương cũng run rẩy quỷ xuống theo mẹ. Cháu xin bác, bác hãy giữ cào đánh khẽ. Mẹ cháu vì cháu nên mới làm chuyện đó. Bác hãy tha cho bà lần này. Nhà cháu xin trả lại số gạo đã lấy. Nhìn hai mẹ con bà Nhiêu ôm nhau khóc ở trước mặt Lão Dự chợt nhíu mày Hai con người giãn nở như vừa Có một phát hiện quan trọng Con Hương Mày... mày có chữa Trước ánh mắt kinh ngạc của Lão Dự Hương có rúm người lại Lùi về Núp sau người mẹ ra Tuy nhiên cái bụng bầu cỡ 8-9 tháng đã lộ rõ Chẳng thể giấu giếm được Đúng lúc ấy Lão Nhiêu mới từ ngoài ruộng khoai về thấy thấp thoáng có người lạ trong buồng biết có chuyện chẳng lành vội ném cuốc sang một bên lao vào nhà đứng chắn trước vợ con ông dự ông muốn làm gì ai cho ông xông vào đây lão dự chỉ tay vào hương nghiêm giọng nhà ông giỏi thật vợ thì ăn cắp gạo của thôn con gái thì chửa hoang hai tội này cộng lại nhà ông không thoát được đâu phép vua thua lệ làng từ trước đến nay phàm là nhà nào có con gái chửa hoang đều bị làng phạt vạ còn nếu không nộp phạt nổi người đàn bà lỡ dại sẽ bị gọt đầu bôi vôi thả bè trôi sông trong thời buổi khó khăn này cũng như bao nhiêu gia đình khác trong thôn nhà bà nhiêu một xu dính túi chẳng còn lấy đâu ra tiền nộp phạt như vậy hương chắc chắn bị dân làng xử trí không bằng cách này cũng bằng cách khác Lão dự toàn quay bước thì lão nhiều vội níu giữ xuống giọng ban này. Ông dự, ông nghe tôi nói đã, chuyện không phải như ông nghĩ đâu. Dù trời đã khuya, vầng trăng quần ở trên cao báo hiệu trận hạn hán còn kéo dài. Lão dự phanh áo nằm dài trên chiếc trống kê ngoài sân, khẽ ve vẩy trước quạt vẻ mặt vô cùng trầm tư. Thằng nhị lại gần cha nó, bằng một giọng thật thấp nó thì thầm. Thầy vẫn còn đang nghĩ về việc của con Hương Thầy tin nhà nó sao Con sợ rằng bọn họ chỉ bịa chuyện để lừa gạt thầy Sau đó nhân cơ hội này bỏ trốn Con chưa từng thấy ai bị mắc căn bệnh kỳ lạ như vậy Lão Dự thở dài buông một câu gọn lọt Vậy thì đã sao Thằng Nhị thắc mắc Chả nhẽ thầy muốn tha cho họ thật Bằng một giọng ôn tồn Lão Dự giải thích cho con trai Thôn dân hiện giờ chỉ quan tâm tới việc làm sao để ngày có hai bữa no Còn những chuyện khác chưa chắc đã để ý tới bởi có câu Có thật mới vượt được đạo Nhà bà Nhiêu hiểu rõ đạo lý này Cho nên mới dám ở lại làng Thằng Nhị gật gù Nói như vậy cũng phải Nhưng còn vẫn tò mò Nếu lời con Hương nói là sự thật Vậy thì cô ta thực sự đã mắc bệnh gì Mà bụng to như người có chữa như vậy Lão giữ chép miệng cái này chỉ có thầy lang mới nói được. Rồi như trở tỉnh ngộ bởi chính câu nói của mình, lão sư đang nằm bồng, ngồi bật dậy, vỗ đùi nói. Phải rồi, sao ta không mời lang thảo đến bắt mạch cho con hương, như vậy mọi chuyện sẽ rõ ràng. Định bụng sáng hôm sau sẽ mời lang thảo, một vị thầy thuốc nổi tiếng trong vùng tới khám cho hương. Nhưng đúng lúc đó thằng nhất ở ngoài cổng bỗng chạy về báo tin. Thầy, nhà lão nhiều bỏ trốn, có cần đuổi theo không? Thằng nhị được thể nói lên thoáng. Đấy, còn đã bảo rồi mà, lão nhiều đã lừa chúng ta. Lần này bắt được họ thì nhất định không được bỏ qua. Lão dự đứng phát dậy, sỏ dép, tất cả chạy ra cổng. Phía trước là thằng nhất dẫn đường. Hành động của cha con lão dự một phần là chiếu theo quy củ, nhưng chín phần là do sự tò mò dẫn dắt vốn dĩ chẳng mấy hào hứng với việc đuổi cùng giết tận một người đàn bà trở hoang trong thời buổi ngặt nghèo bởi lão sử hiểu rằng ở đời có luật nhân quả chưa kể với tình hình như hiện nay cả nhà lão nhiêu nuôi thân chẳng xong nữa là đèo bỏng thêm một đứa trẻ con chẳng cần lão sử hay dân làng phải ra tay bản thân họ sẽ tự sinh tự diệt bám theo nhà lão nhiêu cha con trưởng thôn có một phát hiện bất ngờ hóa ra không phải nhà kia bỏ trốn mà họ đưa nhau tới gặp vị thầy pháp mà quan phụ mẫu mới đây mời về làm phép cầu mưa hiện nay ông ta chưa rời khỏi làng mà đang lưu trú ngay trong đình lặng lẽ đứng bên ngoài theo dõi vì chẳng muốn bứt dây động rừng cha còn láo sự im lặng theo dõi cuộc nói chuyện của ông bà nhiêu và vị thầy pháp sự bất ngờ lại càng tăng lên gấp bội bởi từ đây lão sự được nghe một câu chuyện hoang đường Đáng sợ không kém gì việc cha con lão chứng kiến cảnh nạn dân ăn lòng thối Quá sửng sốt trước phát hiện của mình Lão sự đột ngột xông thẳng vào đình Đứng trước mặt ông bà Nhiêu chỉ vào hương quát lớn Thì ra các người lại giấu một chuyện lớn như vậy Ta hiểu rồi Như vậy những chuyện xui xẻo của làng trong hai năm nay Là do thứ yêu nghiệt trong bụng cô ta mà ra thấy sự việc đã bại lộ ông bà nhiêu cúi mặt nước mắt lưng chồng vị thầy pháp bấy giờ liền đứng dậy can ngăn ông trưởng thôn bình tĩnh chuyện đâu còn có đó ít ra bây giờ ông bà nhiêu cùng cô hương đã nói ra chuyện này hơn nữa còn có tôi ở đây chúng ta cùng tìm cách giải quyết vuốt mặt phải nể mũi lão sử không thể làm càn trước mặt vị thầy pháp đành nuốt lại cục tức vào trong bụng thì ra ngày hôm qua vợ chồng lão nhiêu thực sự đã nói dối bị trưởng làng hương không hề bị chứng bệnh chứng bụng cũng không phải là loại gái chắc nết câu chuyện bắt đầu từ hai năm trước hương run rẩy kể lại ngày đó sau một trận ốm nặng hương mơ thấy bản thân bị một người đàn bà lạ dắt đi dù không muốn nhưng cô không thể cưỡng lại bà ta bà ta mặc hỷ phục cho hương dắt nàng lên một chiếc kiệu hoa có tám người khiêng tất cả đều đeo mặt nạ quỷ rất đáng sợ họ bịt mắt hương lại để cô không nhìn được lối đi rồi đưa tới một biệt phủ rộng lớn bái đường với một người đàn ông xa lạ điều kỳ lạ là khi hương tỉnh dậy thấy bản thân không hề rời khỏi nhà nhưng cảm giác có ai đó động phòng cùng mình thì vô cùng chân thật hương rất sợ hãi tuy nhiên chuyện này lại quá đối tế nhị nên nàng không dám kể cho ai Kể từ sau đó Hương bắt đầu cảm thấy trong người có sự thay đổi Hệt như người ốm nghén Biểu hiện của nàng không qua mắt được bà nhiêu Ngỡ rằng con gái chót dại Cũng như tất cả những người mẹ khác Bà vô cùng đau xót và phẫn nộ Xong, để con gái được an toàn Bà quyết tâm giấu nhẹm chuyện đáng xấu hổ này Một mặt bắt Hương khai ra ai là cha đứa trẻ Mặt khác giúp cô qua mặt người cha nghiêm khắc Tuy vậy sau nhiều ngày vừa thuyết phục Vừa gặng hỏi Giúp cục Hương vẫn chỉ kể đi kể lại Một câu chuyện hoang đường như trên Bấy giờ Bà nhiều lén đưa con gái tới nhà Một thầy lang ở vùng khác để bắt mạch Lúc đó bà mới thực sự tin Con mình nói thật Bởi thầy thuốc cho biết Hương không hề mang thai Dù vậy bụng cô vẫn ngày một phình to Nhưng người có chữa để tránh điều tiếng ông bà nhiêu đành giấu hương ở trong nhà quanh năm suốt tháng, đồng thời cố gắng chạy chữa thuốc thang cho cô, nhưng chẳng ăn thua. Hai năm nay hương sống chung với cái bụng to như người mang thai 9 tháng. Cô hương có còn bên ma rồi. Đó là lời phán của vị thầy pháp sau khi câu chuyện kết thúc. Nói như vậy có nghĩa là từ trước đến nay ông bà nhiêu đã chữa bệnh cho con gái sai cách. Đáng lý phải tìm pháp sư ông bà lại ra sức tìm đến dược liệu để trừ bỏ bào thai quái lạ. Thưa thầy, xin thầy giúp con chúng tôi. Chúng tôi xin đỡ ơn thầy ạ. À. Lão sư cung kính hỏi. Thưa thầy, xin hỏi cao danh quý tính của thầy để tiện xưng hô. Tôi họ Trần, tên Cương, cứ gọi tên tôi là được rồi. Lão sư vâng dạ, bóng bên ngoài nổi lên những âm thanh ồn ào đèn đuốc thắp sáng sân đình. Lão dự giật mình nhìn quanh và nhận ra sự vắng mặt của thằng nhị. Lão chợt hiểu ngay ra vấn đề. Được còn hấp tấp này lúc ở bên ngoài nghe được câu chuyện của hương đã lén chạy đi báo tin cho dân làng. Bây giờ họ liền có mặt bao vây đình. Như vậy tính mạng của hương e rằng lành ít dữ nhiều. Chuyện cây che nở hoa cộng với việc hương có trở với ma theo cách nghĩ của thôn dân hẳn liên quan tới nhau và là nguyên nhân gây ra hạn hán dài ngày, gieo chết chóc khắp nơi. Họ sẽ không dễ dàng tha cho nàng. Làm sao bây giờ? Thầy mẹ ơi cứu con! Hương tiếp tục lùi về phía sau ông bà Nhiêu, cả người run lên bần bật. Dân làng đứng trước đỉnh hô to tên của Hương. Cùng lúc đó các vị cao lão được sự hộ tống của thanh niên ảo vào bên trong. Như vậy tất cả giờ đây đã nằm ngoài sự kiểm soát của một trưởng thôn nhỏ nhoi. Bắt con kia lại, không được để nó bỏ trốn. Mặc cho Hương vùng vẫy và ông bà Nhiêu ra sức ngăn cản, đám thanh niên vẫn sắp tới lôi được nàng đi. Vị thầy Pháp lên tiếng. Dân làng tính làm gì với cô ta? Dường như phải chịu đựng nỗi thống khổ vì hàn hán quá lâu, lòng chắc ẩn trong con người cũng cạn kiệt. Thuần dần phẫn nộ đổ mọi tội lỗi lên đầu người con gái tội nghiệp Đang mang trong bụng đứa con ma quỷ Các bộ lão nhất loạt đáp Phải đưa cô ta đi hành quyết Cái thai trong bụng cô ta là quỷ dữ Phải tiêu diệt nó thì làng mới qua được tai ương Không để thầy Pháp Cương kịp nói lời phân giải Đám dân làng hung hăng lập tức chói hương lại Dẫn ra giữa sân đình Các vị chức sắc, các quan phủ mẫu cũng có mặt nhưng phép vua thua lệ làng Người ta ra lệnh cho thanh niên dựng một dàn hỏa thiêu Ngay tại chỗ Để thiêu sống cô gái chữa hoang Giết nó đi Giết Đồ ma quỷ Giết chết nó Sự tàn nhẫn của dân làng như trận đại hồng thủy Nhấn chìm những lời can ngăn của vị thầy Pháp Và tiếng gào khóc của ông bà Nhiêu Không một ai bình tĩnh Không một ai muốn nghe lời phân tích lửa giận phừng phừng thiêu đốt chút nhân tính còn sót lại của tất cả mọi người ông bà nhiêu bị trói ở một nơi khác nhưng vẫn có thể tận mắt chứng kiến con mình bị đưa lên dàn hỏa thiêu đám dân đen tưới dầu rồi châm đuốc ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, ngụt thắp sáng cả sân đình đứng xa cả trăm thước cũng nhìn thấy được chết đi chết đi đồ ma quỷ chết đi sự căm phẫn của dân làng như thấu tận trời xanh một tiếng sấm nổ đinh tai nhức óc vang lên xét rạch ngang trời báo hiệu cơn thịnh nộ của đấng cao xanh gió lốc thổi ảo ảo khiến bụi tung mù mịt ngọn lửa thiêu sống người con gái càng bốc cao hơn nữa thân hình hương chìm hoàn toàn trong sắc đỏ cam rừng rực dân làng quỳ sụp xuống thần linh đã nghe được lời cầu khẩn của chúng ta sấm sét tới rồi kìa không bao lâu sau trận mưa ảo 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 chút xuống Mọi người nhất loạt hô to Mưa, mưa rồi, mưa rồi Chúng ta được cứu rồi, được cứu rồi Nước mưa hòa cùng Những giọt nước mắt đầy xúc động Và phấn khích của thôn dân Họ chẳng còn để ý tới dàn hỏa thiêu đã bị trận mưa dập tắt từ bao giờ Ông Dự Ông Dự ơi Nghe loáng thoáng lẫn trong tiếng mưa rơi rầm rập Lão Dự thấy có người gọi mình ở ngoài sân Vén mảnh chút bước ra Quả nhiên lão nhận ra thầy Pháp Cương Kìa, thầy đang làm gì vậy? Mau vào trong, vào trong kẹo ướt Cường bước lên bậc tam cấp Tháo chiếc áo tơi xuống nói với lão Dự Ông Dự, ông mau đi cảnh báo dân làng chuẩn bị thuyền bè Hoặc lên núi tìm nơi trú ẩn Tôi vừa xem thiên tượng Thấy trận mưa này sẽ kéo dài dai dẳng khả năng sắp tới sẽ gây ra lũ lụt nghiêm trọng. Ông giờ đứng hình trong giây lát, bộ dáng vừa ngạc nhiên vừa lo lắng. Vậy sao? Chuyện này... Thầy Pháp Cường nói giọng gấp gáp. Điều tôi nói là sự thật. Nếu ông còn không mau hành động, làng sẽ gặp họa. Lão sự lúng túng. Nhưng mà... Nhưng mà dân làng hiện giờ đang vô cùng phấn khích vì hạn hán đã qua họ sẽ chẳng nghe tôi đâu thầy pháp cương thở hắt ra đầy bất lực đúng như lão dự nói trên đường đến đây cương đã chứng kiến thôn dân đổ ra đường mừng vui múa hát chào đón cơn mưa họ say sưa hứng lộc trời đã ba ngày nay mà không nhận ra rằng nước trong các sông hồ đã bắt đầu dâng lên cao còn mưa thì chưa có dấu hiệu ngừng nhớ lại buổi tối thôn dân đem hương ra hành quyết khi cơn mưa ập xuống Mọi người đã vô cùng sung sướng Tất cả ùa về vây quanh giàn thiêu đeo mừng hò hét Bóng tối cùng sự hỗn độn bùa vây Không một ai nhận ra xác của Hương ở trên giàn thiêu Đã biến mất Cô ta còn sống hay đã chết Đó là một câu hỏi còn bỏ ngỏ Tuy nhiên Dân làng hiện giờ chẳng buồn quan tâm đến điều đó Tiếng trống rồn rập từ phía đỉnh như đánh thức mọi người đã thành lệ hễ có sự kiện quan trọng cần họp dân trưởng làng sẽ đánh trống kêu gọi tất cả đội mưa dồn về phía đình nhìn lão dự chờ đợi ông trưởng làng có việc gì vậy sự lo lắng hiện rõ trên mặt lão dự cô nói to hết sức có thể để át đi tiếng mưa rơi rầm rập bên ngoài lão dự thông báo tin quan trọng mọi người nghe đây tất cả hãy trở về nhà thu vén mọi thứ nhà nào có thuyền hay bè thì lập tức đưa hết đồ đạc lên bè nhà nào chưa có thì phải nhanh chóng làm bè ngay đi còn nữa nếu trong vòng hai ngày nữa mà mưa vẫn chưa dứt bà con nên sớm di chuyển lên núi để tránh lũ nghe lão dự nói ai nấy đều bật cười cho rằng ông trưởng thôn già rồi lẩm cẩm vừa hạn hán xong lấy đâu ra lũ chưa kể có đê bao kiên cố làng ta chẳng bao giờ phải sợ chúng tôi sẽ không đi đâu cả thôi Đừng lo bỏ trắng răng Mọi người về nhà đi Nghe nói vài ngày nữa quan phụ mẫu sẽ phân phát hạt giống Để bà con sản xuất phục vụ cuộc sống Lão dự nhăn mặt giơ tay chấn áp những tiếng dễ cợt Mọi người hãy nghe tôi Cứ đã mưa thế này chỉ một tuần nữa là ngập trắng hết cả Đến lúc ấy chạy không kịp đâu Nhìn ra mé ao làng Nơi những bụi khoai ngứa đang vươn lên Bị mưa lớn xé toạc Lão dự khẽ thở dài biết rằng lời nói của mình đối với những kẻ cùng đinh vừa thoát khỏi kiếp nạn thiên tai mất mùa chỉ như nước đổ lá môn bởi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mọi người đã kéo nhau về hết chỉ còn trơ lại lão dự thầy pháp cương bước ra từ trong đình đặt tay lên vai trưởng thôn với vẻ cảm thông lúc nãy đứng quan sát thôn dân thầy cương phát hiện sự vắng mặt của ông bà nhiêu có lẽ còn đang đau buồn vì sự ra đi của con gái nên họ chẳng còn tâm trạng gặp ai. Có một điều rõ ràng, kể từ lúc hành quyết thị hương thì mưa lớn lập tức xuất hiện, xóa tan hạn hán kéo dài. Điều đó đã để lại trong đầu thầy Pháp một dấu hỏi lớn. Phải chăng thôn dân đã đúng khi cho rằng việc hương có chữa với ma thực sự là nguyên nhân gây ra tai kiếp của làng? Biết rằng thuyết phục được người dân là điều vô cùng khó, lão dự và thầy Cương chỉ còn cách huy động gia đình lão dự tự làm thêm bè còn đích thân thầy pháp tới vận động ông bà nhiêu để họ tin và làm theo sắp xếp con gái bị người trong thôn giết hại ông bà nhiêu đương nhiên căm hận họ việc cường đến thuyết phục chẳng tốn chút sức lực nào ông nhiều khẳng khái nói chúng tôi cũng không muốn ở lại làng giờ đây tất cả mọi người coi chúng tôi như quỷ dữ chẳng ai muốn giao lưu vậy chỉ bằng tôi nghe theo thầy dắt theo bà nhà tôi lên núi sống ẩn dật qua ngày có khi như vậy lại tốt hơn được thầy cương dẫn dắt ông bà nhiêu thu xếp quần áo tư trang đến nhà vị trưởng thôn giúp họ làm bè lão dự nói của cải trong làng thực chất bây giờ chẳng còn gì làm bè cốt để hỗ trợ bà con ở lại coi như tích chút âm đức tiếp đến chúng sẽ theo thầy cương lên núi lánh nạn chúng ta đi cùng nhau bảo bọc hỗ trợ nhau Hai gia đình cùng thầy Pháp Cương làm xong năm chiếc bè kiên cố cũng đã ba ngày trôi qua. Sau khi lặng lẽ đem bè đến đặt trước cổng nhà một vài hộ dân cận kề cùng lời nhắn hãy giúp đỡ những người khác khi cần thiết. Tất cả vội vã lên đường đem theo bên người số lương khô ít ỏi. Đường lên núi đi qua ngôi miếu cổ hơn trăm tuổi. Ngôi miếu im lìm đứng dưới cơn mưa giả tích toát ra âm khí giận người đám quả đen đầu trên mái ngói lặng lẽ quan sát đoàn người đi lánh nạn nhìn chúng chẳng khác nào đám âm binh cô hồn gửi tới từ địa ngục chợt nhớ đến câu chuyện hôm trước tay báu đã kể khi đi qua một đoạn khá xa thằng nhất lấy hết can đảm đem toàn bộ sự việc thuật lại cho thầy cương nghe không sót chi tiết nào thầy cương im lặng ngoảnh đầu lại liếc nhìn ngôi miếu trong ánh mắt tràn đầy sự nghi ngại những ngày đầu tiên ở trên núi, đám người lão dự tìm được một cái hang khá sâu để trú ẩn. Chỉ cho mọi người thấy những con suối trước đây chờ sỏi đá. Hiện giờ nước chảy cuồn cuộn đục ngầu, thầy Cương nói. Trăm khe đổ về một suối, trăm suối đổ về một sông. Cứ đả mưa không dứt như vậy, chuyện lũ lụt vỡ đề là không tránh khỏi. Sau khi cắt cử mỗi người một việc, người đi nhặt củi nhóm bếp, người đi chặt tre dựng lán, người đi đặt bẫy săn thú đến cuối ngày mọi người được quây quần xung quanh bếp lửa với món thịt chuột nướng thơm lừng lão dự giải thích thiền tài mất mùa lâu ngày chuột núi có lẽ là loài duy nhất còn sót lại những con vật khác đã bị người ta săn bắt đến cạn kiệt bà dự nói tôi có đem theo ít hạt giống và dây khoai lang ngày ngày mai đi vỡ một mảnh đất là có thể tiến hành gieo trồng Trường hợp phải ở đây lâu ngày ít nhiều sẽ có ích Nhìn ra bầu trời u ám Thầy Cương nói thật khẽ Nhưng đủ để mọi người nghe được Không đâu Hết đợt mưa này ta sẽ quay về làng Điều cần làm bây giờ là đi tìm Và tích trữ thật nhiều thảo dược Đúng như thầy Cương dự liệu Hơn 10 ngày mưa tầm tã Nước sông dâng cao mấp mé mặt đê Một số hộ dân trong làng bắt đầu có dấu hiệu ngập nước tràn cả vào nhà không còn cách nào khác bà con đành kéo nhau ra đình chú tạm bởi đình làng được xây cao ráo và kiên cố thôn dân đổ về đình mỗi lúc một nhiều có những nhà tới chậm không còn chỗ chú ngủ đành phải lên đê nhưng mọi chuyện bắt đầu phức tạp hơn khi con đê ngăn lũ có dấu hiệu sụt lở giữa đêm tiếng trống dồn dập vang lên cùng đó một người mới ở ngoài đê về thông báo Cả làng mau ra hộ đê Để sắp vỡ tới nơi rồi Tính mạng của dân làng Đang ngàn cân treo sợi tóc Không ai bảo ai Nhất loạt đều rời đình chạy đi cứu đê Lão Dự đâu? Lão ấy đâu rồi? Sao lúc này lại không có mặt? Bây giờ người ta mới nhớ tới Vị trưởng thôn cùng lời cảnh báo khi trước Tất thảy đều cảm thấy hối hận khởi không nghe lời của Lão Dự Tôi đây Mọi người ngoảnh mặt về phía sau thì nhận ra trưởng làng Bởi không đành lòng khi bỏ lại thôn dân Nên chỉ một ngày sau khi lên núi Lão Sử đã từ biệt gia đình để quay về nhà Hiện tại cả làng đã bị bao vây bởi biển nước Đường lên núi cũng bị chặt đứt Muốn thoát khỏi đây là điều không thể Trước tình hình vô cùng nguy cấp Lão Sử nói Chỉ nhau ra hành động Đám thành niên trai tráng ở lại cùng tôi hộ đê những người khác quay về huy động thuyền bè Đưa trẻ con và người già lên đó Với đàn này Đình làng cũng chẳng trụ nổi bao lâu nữa đâu Lời nói của lão sự bây giờ Là mệnh lệnh Không một ai dám phản đối Những bao đất và cát lần lượt được cóng tới Ném xuống đoạn đê đang nứt toát Nhưng sức người không đọ được Với sức nước Dòng sông mỗi lúc một hung dữ Nhấn chìm mọi nỗ lực của thôn dân Không xong rồi vỡ đê rồi. Nước vượt qua đoạn đê lở tràn vào thôn làng, tất cả bây giờ chỉ còn là một biển nước mênh mông. Trong bóng đêm mịt mùng, một bóng đen lù lù từ xa tiến lại. Mọi người xôn xao. Thuyền lớn, có thuyền lớn của quan phụ mẫu đến cứu chúng ta. Chúng ta được cứu rồi. Tuy đứng chung với mọi người, nhưng lão dự nhìn thế nào cũng không thấy được thuyền trước mắt lão chỉ là một bầy quả đen kịt tụ lại thành đàn băng qua màn mưa tiến về phía mọi người lên thuyền đi lên đi kẻ đầu tiên lên thuyền chính là báu gã phạm phu tục tử bị bắt gặp ăn lòng thối trong đêm ở ngôi miếu cổ khi lão dự nhận ra sự bất thường và ra sức ngăn cản thì cũng là lúc thôn dân nối đuôi nhau lần lượt nhảy xuống dòng sông đen ngòm và hung tợn những cái đầu từ từ chìm nghiệm trong sóng nước mênh mông đừng mà đừng đó không phải thuyền đâu tiếng hét của lão sử hòa cùng với tiếng mưa và tiếng gió rít điên cuồng thầy cương gió yên biển lặng rồi có lẽ chúng ta nên trở về làng khẽ sờ bàn tay lên nhậm tính thầy cương lặng lẽ gật đầu đoạn ra lệnh cho mọi người thu dọn đồ đạc cùng nhau xuống núi ngay khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua tán lá rồi xuống sưởi ấm cho mặt đất vẫn còn nháo nhét bùn lầy tuy mưa đã ngưng nhưng nước vẫn chưa kịp rút để trở về làng mọi người phải làm bè nhìn cảnh mênh mông bệ sở ai nấy đều kinh hãi những ngôi nhà ngói lộ ra phần mái còn nhà lợp xạ tuyệt nhiên chỉ còn trơ lại cột kèo sơ xác hẳn là thôn dân bỏ mạng rất nhiều nhất hải hùng cảm thán chứng kiến nơi mình sinh ra trở nên hoang tàn khi cần lũ lịch sử đi qua cuốn phăng tất thảy không biết thầy ra sao rồi sự lo lắng dồn về phía vị trưởng làng bởi ai cũng biết lão sự là người đứng đầu sóng ngọn gió trong việc cứu đê lần này cùng chung số phận với những ngôi nhà khác nhà lão sự hiện giờ nằm sâu trong nước mấy người tìm lão dự sao xa xa một chiếc thuyền nhỏ từ từ trôi lại Bên trên là một não già nhếch nhác và rách dưới Nón đồi sụp xuống che quá nửa mặt Nhận ra lão chủng nhất hỏi ngay Lão trùng Lão có biết thầy tôi ở đâu không Người đàn ông xoay người đáp gọn lọt Theo tôi Lão chủng lái thuyền bơi phía trước Tới gần đê lão tự động rẽ sang hướng khác Mọi người nhận ra trưởng làng cùng bà con thôn dân Mà phần lớn là người già và trẻ nhỏ họ căng lều nhóm lửa chú ẩn ở đê chờ nước rút nhìn thấy thầy cương bà dự vợ chồng ông bà nhiêu cùng thằng nhất thằng nhị lão dự bật khóc vì xúc động trước sự mất mát quá lớn của thôn làng như hiện nay dù là một người cứng cỏi lão dự cũng chẳng cầm lòng nổi điều an ủi nhất với lão hiện nay đó là do nghe lời thầy cương nên cả nhà lão bảo toàn được tính mạng Thầy Cương cùng những người khác vô cùng kinh ngạc khi nghe lão dự thuật lại câu chuyện liêu trai trong đêm vỡ đê. Dù có mặt chứng kiến dân làng lần lượt nhảy sông, nhưng lão dự không sao ngăn được họ tự tìm đến cái chết. Trong mắt bà con khi đó, đám quạ đen là một cái thuyền lớn được quan trên đưa tới cứu nạn. Họ không biết rằng đó thực chất là bảy quạ ma đến đưa tiến những linh hồn. Điều kỳ lạ là trong tất cả mọi người có mặt khi đó Duy nhất chỉ có lão sự là tỉnh táo Không chết trôi mất xác như những kẻ kia Nhưng ám ảnh trong tâm trí lão là quá lớn Ôm mặt khóc không thành tiếng Lão sự nói với thầy Cương Các quan phủ mẫu thấy vỡ đề liền lập tức ôm theo của cải bỏ trốn Để dân chúng tự sinh tự diệt Làng tôi đã gây nên tội gì Mà lại phải hứng chịu cảnh chết chóc thương tâm này Thầy Cương vẫn giữ nét mặt lạnh lùng giấu suy nghĩ thật sự bên trong. Chắc chắn ngôi làng này đang phải chịu một lời nguyền. Những cây tre nở hoa đã báo hiệu sự suy tàn của cả một thế hệ. Nghĩ đến ngôi miếu cổ, nơi đàn quạ nương náu, thầy Cương bất giác chợt nhíu mày. Bà nhiêu này, trước đây cô Hương từng kể cho bà nghe về giấc mơ tân hôn kỳ lạ của cô ấy phải không? Bây giờ, mong bà hãy kể lại chi tiết một lần nữa cho tôi nghe. Biết đầu tôi lại nghĩ ra được điều gì Bà Nhiêu cung kính đáp Bẩm thầy Con bé Hương có kể lại rằng Vào cái đêm con bé cùng đám chị em trong làng Đi gặt lúa đêm Lúc ngang qua ngồi miếu cổ Vì quá mệt và khát nước Nên ngồi lại nghỉ ngơi Không ngờ lại đánh đôi chiếc khăn thêu ở đó Về sau nó luôn mơ thấy Một người đàn ông đến tìm Bảo rằng nếu đồng ý làm vợ anh ta Anh ta sẽ trả khăn Còn cho thêm đĩnh vàng dù chỉ là trong giấc mơ Nhưng đồng tiền làm mù con mắt Nghĩ rằng được cả vào nhà giàu sẽ sướng cả đời Vì thế con Hương liền gật đầu đồng ý Quả nhiên về sau cũng trong giấc mộng Người đó mang kiệu hoa đến rước con bé đi Kiệu có tám người khiêng Đoàn đức sâu ai nấy đều đeo mặt nạ Còn con Hương thì bị bịt mắt để không nhìn thấy đường Nghi thức kính cáo tổ tiên cũng rất lạ Không giống như của chúng ta Họ đưa con bé đến trước tử đường rồi thành lễ Hô to cái gì mà Nhất bái thiên địa Nhị bái cao đường Thú thật từ thuở bé tới giờ Đó là lần đầu tiên tôi nghe qua Bà Nhiêu cho biết Sau dạo đó cô Hương bắt đầu Có dấu hiệu như người ốm ngén Ban đầu ông bà cũng bán tín bán nghi Bắt Hương khai ra bằng được cha của đứa trẻ Nhưng Hương một mực phủ nhận Nói rằng thực tế chưa bao giờ Làm chuyện đó với ai bà nhiêu vì thương con nên liệu mình đi mua phương thuốc phá thai về cho hương uống nhưng dù làm mọi cách bụng của hương vẫn ngày một to lên chứ không có dấu hiệu nhỏ đi bất đắc dĩ bà nhiêu phải lén lút đưa hương tới một nơi xa tìm thầy lang bắt mạch người này khẳng định trong bụng hương không có bảo thai nào cả Bây giờ bà nhiêu mới thực sự tin vào câu chuyện liêu trai mà hương kể rằng con bà thực sự đã có chửa với ma Chuyện này nếu đồn ra chắc chắn nhà tôi sẽ gặp họa Vì vậy suốt hai năm nay Tôi luôn giữ con bé trong nhà Lấy cớ mắc bệnh nặng để không bị ai phát hiện Bà Nhiêu cũng giải thích thêm Vì trận hạn hán xảy ra khiến cho mất mùa Khắp nơi nạn đói hoành hành Do đó dân làng Chuyển sang quan tâm đến vật chất hơn là những chuyện khác Nên con gái bà mới tạm thời yên ổn. Nhưng cũng vì sự bất cẩn của bà khi chót liều lĩnh đi ăn cắp gạo về nấu cháo con. Bị thằng nhị phát hiện từ đó sinh nghi, rồi mọi chuyện vỡ lở. Thầy Cương chăm chú lắng nghe toàn bộ câu chuyện, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh. Chả nhẽ, làng ta có mạ tàu. Trước sự kinh ngạc của mọi người, thầy Cương giải thích. Nghĩ thức bái đường trong câu chuyện của Hương cùng với cách rước dâu bằng kiểu hoa chỉ người tàu mới có ở nước ta hễ là nhà trai đến đón dâu nếu gần nhà thì đi bộ xa nhà thì có võng đưa chẳng có ai dùng kiệu cả mọi người nghe thầy pháp phân tích đều gật gù cho là phải mọi sự nghi ngờ của thầy đổ về ngôi miếu cổ vì trong câu chuyện của bà nhiêu đã nhắc tới nó chẳng phải mọi thứ quái đản đều phát sinh kể từ sau khi hương dừng chân nghỉ tại đó hay sao Um, cho tôi hỏi một điều ngôi miếu cổ trên đường đi ra sông là thờ ai vậy tại sao dân làng bỏ hoang không người hương khói ông dự giải thích miếu đó tồn tại rất lâu rồi từ ngày tôi chưa sinh ra đã có nhưng mà thờ ai thì không thấy nhắc tới miếu lại ở một nơi vắng vẻ không người qua lại nên dần dần sinh ra hoang phế khói hương lạnh lẽo thầy cường lắc đầu của trách đúng là hồ đồ dân làng quả thật quá hồ đồ đã là đền chùa miếu mạo một khi được xây dựng ắt có thần linh đến ngự nếu hương khói quạnh quéo nhẹ thì họ bỏ đi linh khí của làng suy giảm lộc mất nặng thì như mọi người đều thấy đó tai ương sẽ ập tới chẳng có cách gì chống đỡ lão sư cùng mọi người nhìn nhau lo sợ thưa thầy liệu bây giờ chúng tôi sửa sai có được không đưa mắt nhìn xa xăm hướng về phía cây gạo già bên cạnh ngôi miếu cổ thầy cương đáp khẽ chuyện này cần phải xem ý trời nước rút những người dân còn sống sót sau trận lũ lịch sử bắt đầu quay trở về làng thực hiện công cuộc tái thiết nhà cửa từ đầu đến cuối thôn đến đâu cũng thấy khăn tang lâu lâu lại có một xác chết nổi phành trôi giạt vào bờ được dân làng đưa ra nghĩa địa hoặc đào hố chôn ngay tại chỗ. Đám quan phủ mẫu ham sống sợ chết bỏ của chạy lấy người ngay trong đêm đê vỡ, để lại số lương thực cứu tế. Lão dự lập tức cho phá cửa kho, lấy thóc gạo ngũ cốc chia cho dân làng và dặn dò. Mọi người nhớ giữ lại hạt giống để gieo trồng. Tuy trận lũ khiến làng thiệt hại nặng nề, nhưng nước rút rồi đất đai sẽ màu mỡ, nạn hạn hán cũng tạm thời được giải quyết. Bà con ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Nén lại đau thương Dân làng đoàn kết giúp nhau cùng Gây dựng cuộc sống từ đống đổ nát Ngay cả ông bà Nhiêu giờ đây Cũng chẳng còn bị kỳ thị như lúc trước Nhưng dường như tai ương Vẫn còn chưa chấm dứt Bởi chỉ hai tuần sau Trận lũ kinh hoàng Dịch bệnh bỗng bùng phát Người dân mắc bệnh da liễu Mụn nhọt ghẻ lở toàn thân Những vết loét thối sữa không cách nào lành lại Dần dần ăn sâu vào xương tủy giết chết họ thưa đúng là thầy dự liệu như thần giờ đây chúng tôi đã hiểu vì sao thầy bảo mọi người đi tìm và thu hái dược liệu lão giờ chắp tay cung kính trước mặt vị thầy pháp nhưng hiện giờ số thuốc bảo chế ra còn quá ít ỏi không đáp ứng được nhu cầu chị e hiểu ý vị trưởng làng thầy cương đăm chiêu đáp đó cũng là điều tôi lo lắng hiện tại mọi người chỉ có thể cố gắng anh nhất anh nhị đâu rồi Dạ thưa Chúng nó đã dẫn vài người khỏe mạnh lên núi Tiếp tục hái thuốc Thầy Pháp gật đầu hài lòng Đình làng lúc này trở thành nơi khám Và chữa bệnh miễn phí Còn lang y không ai khác lại chính là thầy Cương Ngoài ngón nghề chính là cúng tế trừ yêu diệt quỷ Thầy còn có thể bắt mạch kê đơn Y thuật chẳng kém gì thầy thuốc chính thống Sự bận rộn của thầy giờ đây tăng lên gấp bội Cứu Cứu người Thầy Lang đâu rồi Làm ơn cứu con tôi Sự yên tĩnh bị phá vỡ Bởi tiếng cầu cứu cấp bách bên ngoài Lên qua rừng người nằm ngồi la liệt trong đình Có hai người xốc nách một thanh niên đi vào Đến trước mặt thầy Cương khóc lóc Thầy ơi Cứu con chúng tôi Nó chết mất Nhìn người thanh niên không giống một con bệnh ghẻ lở Tuy nhiên ấn đường anh ta tối một cách kỳ lạ Khẽ liếc mắt nhìn ra ngoài Thầy cương giật mình thấy đàn quả đen đậu trên cây đa gần giếng cổ Đang đứng bất động Nhìn thầy chậm chậm Chẳng chút sợ hãi kiêng rẻ Chúng không giống những con quả bình thường Thầy cương nói thầm Quả ma Dìu người thanh niên ngồi xuống ghế Thầy hỏi ngay Chuyện gì xảy ra vậy Anh ta làm sao Bẩm thầy suốt mấy hôm nay Thằng tứ con tôi nó, nó toàn mơ ác mộng đêm thì hú hét ngày thì nói nhảm không ngừng phá phách hiện giờ nó kiệt sức chúng tôi mới có thể bắt nó trói lại đưa đến đây thầy xem giúp có phải nó trúng tà rồi không đến cả người bình thường cũng nhìn ra được việc con trai họ trúng tà sao thầy cương lại không bạn ấy lúc trông thấy đàn quả ma dõi theo người thanh niên là thầy đã đoán được rồi nhưng đốt của cá đã làm gì phạm phải cói âm để họ phải theo ám quẻ thì cần chờ cho tỉnh lại hỏi rõ ngọn ngành thì mới có thể giải quyết lấy ra từ trong tay nại những món đồ nghề thiết yếu thầy cương giúp người thanh niên nặn máu độc từ mười đầu ngón tay sau đó mới châm cứu và bấm huyệt được sự chăm sóc của thầy pháp kim luôn thầy thuốc tứ cũng dần hồi tỉnh không còn la hét như trước tứ chỉ ôm mặt khóc rưng rức Luôn miệng kêu thầy ơi cứu con Lão sư đứng một bên chứng kiến từ đầu đến cuối liền ôn tồn khuyên nhủ Cậu ở bình tĩnh lại Có thầy Cương ở đây Cậu đã gặp chuyện gì thì cứ nói ra Thầy ấy nhất định giúp cho Đợi cho tứ bình tĩnh lại Cậu ta đáp Tôi tôi đã thấy thấy cô ta Sự ngập ngừng và rời rạc trong câu nói của tứ Khiến ai nấy đều tò mò Cô ta Cô ta là ai từ lấm lét nhìn xung quanh Rồi bóng chỉ tay ra ngoài hét lớn Cô ta kìa Cô ta, cô ta đó Cô ta đã về báo án Cô ta kìa Mọi người nhìn ra ngoài Chỉ thấy một con quả đen vỗ cánh bay bút lên cao Từ nép sát vào tường Hai tay ôm bà vai run lên như người sốt rét Cô ta, cô ta đến lấy mạng tôi đó Cô ta sẽ không tha cho tôi Lão sử bị sự điên loạn của tứ làm cho phát cáu Liền quát to Cậu bình tĩnh lại Nói mau Cô ta là ai Tứ bất giác đưa tay lên môi làm dấu Đã hiểu cho lão sự im lặng Mặt gà láo liên như đang dè chừng Rồi thì thầm thật khẽ Cô Hương Là cô Hương đó Cô ta sẽ không tha cho chúng ta Tất cả chúng ta Cô ta đang ngồi trên cây đa nhìn vào đây đó Rồi tứ bóng cười lên sằng sặc như kẻ điên loạn lão dự giật mình lùi về phía sau sống lưng lạnh toát lão bỗng có linh cảm không lành từ bất ngờ khựng lại hai mắt trợn trừng rồi đổ gục xuống chiếu ở khóe miệng máu chảy ra thành dòng có lẽ kể từ sau lũ tứ là kẻ duy nhất chết không phải do dịch bệnh tuy nhiên sự ra đi của cá lại đầy ám ảnh khiến người sống nơm nớp lo sợ lão dự nhớ như in buổi tối hành quyết người con gái đó tứ chính là một trong hai kẻ xông vào trong đình xốc nách lôi hương ra ngoài trói vào cột cũng chính cả cùng đám thanh niên hăng hái làm giàn hỏa thiêu rồi đưa hương lên đó châm lửa thiêu sống dù cho tứ may mắn không bị chết trôi vì hắn hèn nhát cố thủ trong đình vào đêm đê vỡ nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa tứ lại bị oan hồn người xấu xố hành cho thân tàn ma dại đến nỗi vòng mạng Trộn cất cho tứ xong, lão dự của mọi người quay lại đỉnh làng, thì tiếp tục nhận được tin dữ. Thằng Nhị, đứa con trai thứ hai của lão, được đám anh em đưa về trong tình trạng toàn thân tím tái và hoàn toàn rơi vào hôn mê. Nếu không có người thông báo, chính vợ chồng lão cũng không nhận ra con mình, bởi cả người Nhị sưng phủ, gương mặt bầm đen, vành môi sưng vèo tím ngắt, dấu hiệu của việc trúng độc thằng nhị bị rắn độc cắn. Chúng cháu phát hiện quá chậm chế nên chất độc đã lan ra toàn thân, không thể cứu được. Nhận ra phụ mẫu, nhị cố gắng dùng chút hơi tàn thì thầm với lão dự. Còn bất hiếu không thể ở lại chăm sóc cho thầy mẹ. Thầy, hãy bảo trọng, cô ta, cô ta đã quay trở lại. Nói xong nhị lập tức tắt thở, lão dự gục ngã ngay tại chỗ. Lão ôm ngực thở dốc Miệng mấp máy không thành tiếng Quả báo Đúng là quả báo Trong thầm tâm lão sử hiểu sự ra đi này Chỉ là sớm muộn Cái chết của tay tứ đã báo trước điều đó Nếu như tứ là người bắt hương Và trói nàng lại Đưa nên giàn hòa thiêu Thì trước đó chính nhị là kẻ đi báo tin Cho thôn dân tới bắt sống Và hành quyết nàng ngẩng đầu nhìn thầy cương bằng đôi mắt tuyệt vọng lão dự mặt méo máu. Xin thầy hãy làm gì đi, dân làng chúng tôi không thể chết dần chết mòn như thế này được. Hãy cứu chúng tôi, xin hãy cứu chúng tôi. Thầy cương đỡ lão dự dậy, ánh mắt lộ rõ sự khổ tâm. Lão dự xin đừng làm vậy, tôi sẽ cố đem hết tài hèn sức mọn giúp cho dân làng. Nhưng dụng tốc bất đạt, mọi người hãy nén đau thương, cho tôi thời gian tìm hiểu sự tình bởi nhổ cỏ phải nhổ tận gốc oan hồn cô hương thực sự về báo oán hay là có thứ gì khác ở đằng sau thao túng cô ta tôi cần làm rõ chuyện này nhưng càng ngày càng có thêm nhiều người vong mạng chúng tôi phải chờ bao lâu nữa ba ngày cho chúng tôi đúng ba ngày trong thời gian đó tôi đảm bảo chỉ cần mọi người làm theo lời tôi tất cả sẽ được an toàn theo sắp xếp của thầy cương thôn dân từ già trẻ lớn bé đều dồn về đỉnh làng chúa ẩn tận dụng tất cả những gì còn sót lại mọi người dựng thành lán chạy ngay trên khoảng sân rộng những cây nêu được dựng lên cắm xung quanh ngôi đỉnh cổ như một hàng rào bảo vệ mọi người khỏi đám âm binh ma quỷ trên mỗi cây nêu đều treo những lá bùa vàng viết chú ngữ bằng mực chu sa phạm là cô hồn dã quỷ nhìn thấy đều phải tránh xa ở bốn góc sân Thầy cương cho thanh niên dùng vôi bột vẽ thành hình những cánh cung, bắn mũi tên đi bốn phương tám hướng. Dưới đất, muối trắng và gạo nếp sắc thành vòng tròn, tạo thành lớp bảo vệ cuối cùng, ngay sắt bậc thềm lên xuống. Trong thời buổi khó khăn, gạo nếp là thứ cực kỳ quý hiếm. Để có được, thầy Cương phải lấy chiếc đai lưng khóa đồng đính ngọc lục bảo, đem đi đổi cho nhà phú hộ. Nhìn đám quả đen đậu trên cây đa cổ thụ Chờ cặp mắt vằn đỏ hướng về phía con người Thầy Cương khẽ nhếch miệng cười Chúng mày đừng hỏng câu hồn dẫn phách của dân làng Theo lời dặn dò của thầy Pháp Ban ngày người dân được tự do đi lại Nhưng sau giờ tuất Tất cả cần phải ở yên trong đình Đích thân thầy Cương cùng lão dự Tới thăm ngôi miếu cổ Cả hai thực sự tò mò Bởi mặc cho điều kiện tự nhiên khắc nghiệt Ngồi miếu dù không được ai chăm sóc hay trùng tu vẫn sừng sững hiên ngang không có dấu hiệu bị thời gian tàn phá đám quả đen giống như chủ nhân của nơi này trước sự viếng thăm đường đột của mấy vị khách không mời chúng dường những cặp mắt hung dữ nhìn hai người đàn ông dò xét đi quanh miếu rất lâu thầy cương cũng có được những phát hiện ban đầu quay sang lão dự thầy nói miếu thờ thần núi gọi là miếu sơn thần Thờ thần nước gọi là Miếu Hà Bá, thờ thần đất gọi là Miếu Thổ Thần. Cũng có khi miếu là nơi thờ các vị trung liệt có công với nước. Tuy nhiên ở đây lại không có bài vị, khó trách hậu nhân không biết được nơi này thờ ai. Thoạt nhìn miếu gần như nguyên vẹn, nhưng quan sát kỹ mới thấy xung quanh miếu có tàn tích của tường bao và tam quan. Thường thường phía trên cổng vào sẽ để tên miếu, từ đó mà ta biết được miếu thờ ai. Nhưng nay tam quan không còn Như vậy thân thế của người được thờ Cũng khó xác định Trưởng thôn vỗ chán lục lại ký ức Khi tôi sinh ra miếu này đã có rồi Ngày còn nhỏ có đôi lần tôi dắt châu đi ngang qua Lúc ấy tam quan vẫn còn Nhưng vì những lời đồn đại không hay của dân làng về ngôi miếu Nên trẻ con chúng tôi không đứa nào dám lại gần Trong trí nhớ của tôi Bức đại tự ngay trên cổng được đúc bằng đồng có ba chữ đắp đổi nhưng tôi chỉ đọc được một chữ ở giữa đó là chữ tự còn thôn dân quen gọi là miếu cô hồn sau này vài người không vừa mắt với chốn này cho rằng nó âm u ma quái nên cố tình đến phá chẳng ngờ dỡ xong tường bao và tam quan giữa thanh thiên bạch nhật những kẻ đó đã học máu mồm chết tươi kể từ ấy càng không ai dám bén mảng đến nơi này ba chữ đắp nổi trên bức đại tự đối với thôn dân là ba chữ cấm kỵ. Thay vì gọi thẳng tên miếu, người ta chỉ dám gọi chung chung là miếu cô hồn. Lão dự đăm chiêu suy nghĩ rồi đưa ra chủ ý. Chuyện này có lẽ phải gặp các bố lão trong làng để hỏi, may ra có người biết. Thầy Cương nói tiếp, theo lời kể của bà Nhiêu, hồn ma mà cô Hương gặp gỡ tại đây rồi làm lễ kết tóc xe tư trong mộng có nét văn hóa của người tàu. Nếu đúng như vậy tôi đoán miếu này thờ nhân thần. thầy cương vừa dứt lời, đàn quạ đen bỗng đập cánh bay vút lên cao, thì nhau kêu quạ quạ đình tai nhức óc. Được sự chỉ dẫn của trưởng thôn, thầy cương tìm đến bà cụ Đỗ mà theo lời giới thiệu của lão sự Bà là một trong những vị cao tuổi nhất làng hiện còn sống sót. Bà Đỗ cũng chính là vợ của người đã cả gan đến phá miếu thờ năm xưa. Điều khiến thầy Cương thất vọng đó là Bà cụ chẳng còn minh mẫn Bởi tuổi tác đã cao Trước những câu hỏi của vị pháp sư Cụ đỗ mơ hồ như không hiểu rõ Chỉ luôn miệng gọi thầy Cương là cháu trai Báo Cháu đã về đây ư ừ. Trời ơi Tạ ơn tổ tiên phù hộ Cháu tôi về rồi Cháu ngoan nghe lời bà Đừng ra miếu cô hồn kẻo họ bắt mất vía cháu đấy Quay sang lão dự Thầy Cương thắc mắc Báo có phải là kẻ ăn lòng thối ở ngoài miếu mà nhất đã kể Trưởng thôn gật đầu xác nhận Đúng là hắn ta Bà cụ đỗ xem ra cũng thật bất hạnh Chồng phá miếu rồi chết trẻ Con trai thì chết trong dịch bệnh vừa rồi Còn cháu trai thì bị lũ cuốn Nhà họ coi như tuyệt tử Thầy Cương thở hát ra buồn bã Phải chăng đó là quả báo vì tội phá miếu Đúng lúc thầy Cương định bỏ đi thì người con dâu của cụ đỗ bưng bát cháo loãng tới cho mẹ chồng bằng một giọng ấm ức và ất hận chỉ vào cụ đỗ bà ta than thở rõ khổ cho cái thân tôi sao cái số tội nó lại khôn nạn thế này tất cả là tại chồng bà đấy nếu ông ta không đem cái thứ dơ bẩn kia về thì nhà ta đã chẳng phải chịu cảnh tai ương chết trùng ông ấy chết non đã đành bây giờ đến lượt con rồi cháu ông ấy cũng chịu chung số phận Sao mà ông trời ác với nhà tôi thế này Thấy người con dâu quá quắt Lão sử bất bình lên tiếng Này chị Thơm Xảy ra thiên tai mất mùa dịch bệnh Nhà nào mà không có người chết Đâu điên gì nhà chị Trường mắt nhìn vị trưởng làng Bà Thơm nghiến răng trèo trèo Nhưng Ông đã thấy nhà nào chết hết đàn ông như nhà tôi chưa Bây giờ tôi là quá phụ Không con không cái lại còn phải chăm sóc cho bà già lẩm cẩm Thử hỏi sau này tôi sẽ sống thế nào Tất cả là tại chồng bãi, Cùng với cái thứ dơ bẩn mà ông ta đem về Thầy Cương xen vào cuộc cãi vã của trưởng làng và bà Thơm Bằng giọng kinh ngạc lẫn tò mò Chị vừa bảo ông cô đố đem về thứ gì dơ bẩn Tôi có thể biết được không Bà Thơm vừa bón cháo cho mẹ chồng Vừa hất hàm về hướng khác đáp đó là bức đại tự bằng đồng đắp nổi mang về từ miếu thờ Nó vẫn còn ở nhà của chúng tôi Bà cụ nhà tôi cất ở trong rương Khóa cẩn thận Còn cháu chẳng dám động vào Nếu các ông muốn thì mang dùm tôi đi càng tốt Thầy Cương và lão sự nhìn nhau Thầy Cương lập tức nói Vậy phiền chị đưa chúng tôi đi xem thứ ấy Bà thơm đặt bát cháo vào tay mẹ chồng Rồi đứng dậy dẫn đường cho thầy Cương và lão dự căn nhà của bà thơm cũng như tất cả những ngôi nhà khác trong làng bị chật lũ làm cho tiêu điều sơ xác nhưng trước khi cùng mẹ chồng ra ngoài đình làng bà đã dọn dẹp lại và khóa cửa cẩn thận ấy vậy mà lần này trở về không hiểu ai đã to gan cậy cửa nhà bà bà thơm buồn bã chép miệng đúng là chó cắn áo rách trong nhà đâu còn thứ gì đáng tiền để mà trộm cắp chứ chợt nhớ ra chiếc giường gỗ cất bức đại tự và một số đồ vật linh tinh khác Bà thơm hốt hoảng chạy vào kiểm tra quả nhiên sự lo lắng của bà chẳng hề thừa thãi bởi chiếc giường gỗ đã bị đập bể khóa và bức đại tự đã không cánh mà bay mặc dù mất đồ nhưng khi bình tĩnh lại bà thơm thấy nhẹ nhõm vì trong dương chẳng có thứ gì đáng giá bức đại tự thứ mà bà ghét bỏ thì nay có người khuân đi như vậy lại càng hay bằng một giọng vui mừng và thơm nói thú thật về ông ngày tôi mới về làm dâu được nghe kể lại hồi đó khi bố chồng tôi đi phá miếu cô hồn vì tiếc bức đại tự bằng đồng nên cố tình giữ lại với ý định đem đi công đức cho nhà thờ họ để nung chảy đúc thành chuông nhưng chưa kịp thực hiện thì ông ấy đột ngột quy tiên bức đại tự từ đó vẫn ở nhà này và được mẹ chồng tôi cất giữ. Nói gì thì nói, đồ của đình chùa miếu mạo là thứ xui xẻo, đem về nhà chẳng khác gì rước họa vào thân. Nhà chồng tôi từ dạo đó xảy ra đủ thứ chuyện, bố chồng tôi mất không lâu, anh chồng tôi cũng đuối nước mà chết. Chuyện làm ăn thì xa suốt, mẹ chồng tôi bị ốm một trận thập tử nhất sinh. Sau này khi sóng gió qua đi, chồng tôi trưởng thành, có khuyên mẹ nên bỏ bức đại tự đi nhưng không rõ vì đâu mà cứ hôm trước đem vứt bỏ thì hôm sau nó lại xuất hiện trước cửa nhà y như ma làm mẹ chồng tôi không còn cách nào khác đành phải cất nó vào trong giường bà thơm thở phào nhẹ nhõm thứ chúng tôi cố gắng bỏ đi không được nay có người khuân đi giúp như vậy càng tốt trái ngược với tâm trạng phấn khởi của bà thơm thầy cương và lão dự vô cùng thất vọng bởi bức đại tự chính là chìa khóa mở ra lời giải cho những chuyện tâm linh ma quái đang diễn ra trên đất này trước khi rời khỏi ngôi nhà thầy cương cặn hỏi vậy bà có biết trên bức đại tự có chữ gì hay không bà thơm lắc đầu giải thích bức đại tự được mẹ chồng tôi bọc qua ba lần vải điều bốn lần vải bông rồi bỏ trong rương thú thật tôi nghe đến nó đã thấy sợ rồi nên chưa bao giờ lại gần chưa đừng nói mở ra xem. Bên trong có ghi chữ gì tôi cũng chẳng để tâm, mà chồng tôi và mẹ chồng cũng chưa bao giờ nhắc đến. Đối với họ, nói về bức đại tự là điều cấm kỵ. Ra khỏi nhà bà Thơm, lão dự nói nhỏ với vị thầy Pháp. Đó, thầy thấy chưa? Ở đây người ta rất kiên kỵ nhắc đến ngôi miếu ấy. Những bậc lão thành có chút hiểu biết về nó thì hầu hết đã gần đất xa trời hoặc về với tiên tổ trong trận lũ vừa rồi. Còn chúng tôi so với ngôi miếu chỉ là hàng cháu chắt. Thầy Cương gật đầu. Tôi hiểu. Như vậy, manh mối của ta đã bị chặt đứt. Còn chưa hết hụt hẫng hai người đàn ông đã nghe được tiếng gọi giật giọng ở phía sau. Thầy Cương, lão dự, hai người đợi tôi một chút. Ngoài đầu nhìn lại, bà thơm thoáng chốc đã ở trước mặt. Đưa cho thầy Cương một bọc vải màu nâu buộc kỹ càng bà nói trong hơi thở gấp gáp, may quá tên trộm lấy đi bức đại tự nhưng để sót lại thứ này. có lẽ thầy cần đến. tôi cũng không muốn để lại bất cứ thứ gì liên quan tới ngôi miếu ở trong nhà nữa cả. đặt bọc vải vào tay thầy cương và thơm giải thích. tuy tôi không rõ đây là thứ gì nhưng nó rơi ra từ bên trong bức đại tự. mẹ chồng tôi đã cất nó chung với những món đồ khác ở trong rương gỗ. có lẽ chẳng phải thứ gì quý giá nên tên trộm không lấy đi. Thầy Cương nhận lấy, mau chóng mở ra xem. Bên trong bọc vải đơn sơ là một ống bằng đồng có nắp chạm trổ tinh xảo. Mở nắp ống đồng trước mặt lão sự và bà Thơm, thầy kinh ngạc thốt lên. Đây chính là một tấm bản đồ. Tấm bản đồ ra, được trải trên một phiến đá, thầy Cương cùng lão sự chăm chú quan sát tuy chỉ là một kẻ ít học nhưng lão dự vừa nhìn liền nói ngay tấm bản đồ này thật kỳ quái không giống như mô phỏng làng này thầy cương cũng lấy làm lạ đáng lý ra một tấm bản đồ hoàn chỉnh phải có sông núi đường đi và vị trí thôn làng nhưng ở đây ngoài những nét vé ngoằn ngoèo không rõ biểu thị thứ gì thì chỉ có một chấm nhỏ duy nhất làm điểm nhấn thức thâu đêm bên ngọn đèn dầu lạc thầy cương không rời mắt khỏi tấm bản đồ một giọt mồ hôi rơi xuống tấm da thuộc bề mặt bỗng nhiên đổi màu thầy cương giật mình hiểu ra mọi chuyện liền vội vàng mang tới một thau nước mạnh dạn ngâm bản đồ vào đó chỉ trong tích tắc những nét chữ chìm bên dưới lập tức nổi lên bản đồ cũng hiện rõ mô phỏng chi tiết vô cùng sống động ta tìm được rồi tìm được rồi tiếng cười lớn của vị thầy pháp làm không gian đang yên tĩnh bị phá vỡ lỗ quả đen đậu trên cây đa trước đỉnh bị giật mình bay vút lên cao. Vẫn trăng lấp ló trong đám mây nhô hẳn ra ngoài, lơ lửng giữa tầng không, tỏa ra thứ ánh sáng vừa ma mị, vừa huyễn hoặc. Thầy đã có phát hiện gì sao? Lão sư đang nằm bên cạnh chợt nhổm dậy, lại gần chỗ thầy Cương. Vừa nhìn thấy tấm bản đồ, lão đã tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Cái này... Phải. Thầy Cương vuốt nhẹ tròm đâu nâng tấm bản đồ lên trước mặt. Thì ra, chỉ cần đổ nước lên là những chữ và đường nét chìm sẽ xuất hiện. Trên đó viết gì vậy thầy? Là 72 cái tên. Lão sư nhìn thầy Cương nghi hoặc. Chỉ có tên người thôi sao? Thầy Pháp đưa tấm bản đồ để lão sư tận mắt nhìn. Quả nhiên đây là một tờ danh sách, nhưng chúng có ý nghĩa gì chứ? Thầy Cương chắp tay sau lưng Đi lại để ngẫm nghĩ Theo như suy đoán ban đầu của tôi Có lẽ ngôi miếu cổ hơn 100 năm trước Là dinh thự của một gia tộc lớn Vì một lý do nào đó Mà già trẻ lớn bé Cả ăn người ở gồm 72 người nhà họ Đều tử nạn Vì vậy mà người dân đã lập miếu thờ Để an ủi vong linh những kẻ xấu số Trước vẻ bàng hoàng của lão dự Thầy Cương tiếp tục đưa ra phán đoán có thể trước đây làng ta đã xảy ra một sự kiện vô cùng nghiêm trọng dẫn đến họa sát thân về sau này. Ý thầy là những kẻ chết oan năm xưa nay đã trở về báo oán. Thầy Cương hướng mắt nhìn về phía cây đại cổ thụ nơi đám quả đang tụ lại như những bóng ma. Thầy nói thật khẽ. Là như vậy, mà cũng không hẳn là như vậy. Bởi lẽ sự hoành hành của yêu ma trước tiên là do mạch làng bị động. Có điều gì đó đã tác động lên long mạch khiến cho linh khí của làng suy yếu. lợi dụng điểm này yêu ma mới nổi lên. chỉ sợ sự trả thù này đã được tính toán và chuẩn bị ngay từ khi họ biết mình sắp chết. tiếng quả réo trong đêm làm thằng nhất đang ngủ say trong lán phải giật mình tỉnh dậy. bất ngờ nhìn thấy bóng người lấp ló sau so hàng rào cây nêu rồi chạy vụt vào đêm tối. nghĩ ngay đến bọn trộm cắp chuyên rình rập giết người cướp của. nhất chẳng chút chần chừ, hãy nghĩ ngợi lập tức đuổi theo sắp chạy tới ngôi miếu hoang thằng nhất khựng lại chợt nhớ ra mình đã phạm vào nội quy mà thầy cương đặt ra nhất rủng mình toan quay gót trở về nhất ơi nhất ơi bước chân của nhất chậm dần rồi dừng lại hẳn bởi nghe có ai đó đang gọi tên mình gió thổi xào xạc dưới bàn chân cuốn theo cát bụi và lá khô tung lên mù mịt toàn thân nổi gai ốc bởi giọng nói âm u kia đang mỗi lúc một gần Nhất từ từ quay đầu lại Cả người chốc lát cứng đơ Hai mắt mở to trợn trừng đầy kinh hãi Trước mặt nó một bóng người trắng toát chân không chạm đất mái tóc đen xóa dài tung bay trong gió Dưới ánh trăng vằng vặc Từ ấy từ từ tiến dần về phía nhất Cùng với giọng cười ma quái vang vọng không trung Đi nào, đi với ta nào Nhất không chịu kháng cự từ từ đi theo cái bóng Ánh nắng chan hòa chiếu xuống mặt đất Xua tan màn đêm sưởi ấm bầu không khí lạnh lẽo Lão sử bước ra ngoài sân đình Việc đầu tiên lão làm đó là đi tìm con trai cả Hỏi thăm khắp lượt Cũng không ai biết nhất đã đi đâu Lão sử đột nhiên cảm thấy lo lắng Lão sử à, lão sao vậy? Có chuyện gì mà cứ ngẩn ngơ như người mất hồn thế? À, không có gì Thầy có việc gì can dặn tôi không? Thầy Cương ôn tồn nói Tôi nhờ lão hãy thống kê lại số thôn dân chết trong thời gian vừa qua Và viết lại danh sách những người hiện đang trú ngủ trong đình. Việc này rất cần thiết Lão hãy sớm làm giúp tôi Mặc dù ngoài miệng vâng dạ Nhưng tâm trí lão dự còn đang mải nghĩ tới đứa con trai Từ dạo thằng nhị bị rắn cắn rồi qua đời Trước khi mất còn nhắc tới người con gái chừa hoang Trong lòng lão dự luôn thường trực cảm giác bất an. Lão sợ viễn cảnh, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Bởi vậy lúc nào cũng để thắng nhất ở trong tầm mắt. Sáng nay không thấy con trai tới chào mình trước khi cùng dân làng ra đồng làm việc. Lão đâm lo. Hoàn thành việc thầy cương giao, vẫn không thấy con trai trở về. Lão bắt đầu hoảng sợ. Vội đi tìm bà dự, sau đó hai vợ chồng cùng thăm hỏi khắp nơi. Sòng bóng dáng nhất vẫn bặt vô âm tín, Bấy giờ lão vội vàng thông báo với thầy Cương nhờ giúp đỡ Chỉ tay về bức tượng thành hoàng làng tọa ở gian chính điện Thầy Cương nói Đình làng là nơi linh thiêng Ở đây tôi sẽ thắp hương thành tâm khấn xin để các ngài soi đường chỉ lối Sau khi cắm ba cây nhang và bát hương và đọc văn khấn Thầy Cương bắt đầu gieo quẻ Thưa thầy, quẻ bói này nói gì vậy? Chờ thầy cương luận giải xong xuôi bèn đáp Khỏe nói rằng đi về hướng nam sẽ tìm được người Nhưng e lành ít dữ nhiều Lão sư rụng rời tay chân Bởi ngôi miếu cổ chẳng phải cũng nằm ở hướng nam đỉnh hay sao Vợ chồng lão sư vội vã theo thầy cương tất cả đi ra miếu Được nửa đường Bỗng thấy nhất đang đi về theo lối ngược lại Thầy mọi người đều vỡ òa vì sung sướng Trời ơi nhất còn không sao chứ con đã đi đâu vậy để chúng ta lo lắng nhất tỏ ra mệt mỏi đã nói à, con không sao chỉ là đuổi theo một tên trộm nhưng mà không bắt được bây giờ con thấy mệt lắm chỉ muốn về ngủ một giấc ông bà giữ sau mấy canh giờ thấp thỏm không yên hiện tại thấy con trai bình an vô sự nên vui mừng chẳng nói thành lời chỉ có thể cơn đi lặng lẽ phía sau nhìn theo bóng lưng của nhất đầy nghi hoặc. Cầm tờ danh sách lão dự đưa, thầy Cương vô cùng hài lòng. Nhưng cũng từ đây, tâm trạng lo lắng đã bắt đầu quay trở lại. Thưa thầy, thầy cần danh sách này để làm gì vậy? Thầy Cương bóp chán, nét mặt vô cùng căng thẳng. Tờ danh sách này không sai chứ? Lão dự khẳng định. Thưa, tùy tôi già, nhưng trí nhớ vẫn còn rất tốt. Hơn nữa để cho chính xác tôi phải đi tới từng hộ dân để xác nhận ai còn ai mất. Kể cả những kẻ mất tích trong cơn lũ chưa tìm thấy xác, tôi cũng đã đánh dấu vào cả rồi. Thầy Cương càng thêm lo lắng. Nếu quả như vậy tôi e rằng, nếu không nhanh chân, ta sẽ tiếp tục để mất người vào tay ma quỷ. Nghe vị thầy Pháp nói, lão dự tái mặt thắc mắc. Thưa, thầy nói thế là có ý gì? Chỉ vào tờ danh sách Thầy Cương đáp Trong đây đã thống kê được tất thầy 59 người chết Và mất tích trong trận lũ và đợt dịch bệnh Tức là Tức là còn thiếu 13 người Ý thầy là Cả tôi và ông đều biết về tấm bản đồ gia thuộc Có viết tên của 72 nhân mạng được cho là chết oan Tôi đoán rằng Họ sát đòi mạng đủ 72 người làng này thì mới chịu dừng lại. Cho nên ta phải nhanh chóng tìm ra bí mật của ngôi miếu cổ giải oan cho người chết thì mọi chuyện mới lắng xuống được. Tiếp tục cầm tấm bản đồ ra thuộc lên nghiên cứu, thầy Cương nói với lão dự. Ông hãy giúp tôi xác định đường đi và những điểm trọng yếu trên bản đồ này xem. Chúng là nơi nào? Lão dự trụm đầu vào xem xét. Hồi lâu, lão cho mày nói. Bản đồ này vừa giống mà vừa không giống địa thế của làng chúng tôi. Ví dụ như đây là đình làng, nơi này là miếu cô hồn, nhưng trong này hiển thị Cách ngôi miếu không xa còn có một dòng chảy Có lẽ là sông Nhưng thực tế thì gần miếu hiện giờ đâu có sông ngòi Chỉ vào một chấm khác trên bản đồ Lão Dự phân tích Còn đây nữa Trên bản đồ miêu tả nơi này tựa như một cái đầm Thực tế ở làng này Nó lại là nghĩa địa Nghe Lão Dự trình bày Ánh mắt thầy Cương lộ rõ tiền lạnh lẽo Không rõ thầy nghĩ gì Nhưng lập tức cầm theo tấm bản đồ ra thuộc đi khỏi đình làng lão dự cũng tất cả chạy theo vừa đi thầy Cường vừa nói à còn một chuyện quan trọng trong danh sách những người còn sống hiện có ai không tá túc trong đình hay không lão dự ngẫm nghĩ một chút để trả lời có có một người thưa thầy đó là lão chủng mặt trời bắt đầu núp bóng sau rặng tre ngà sơ xác nhường chỗ cho màn đêm từ từ xâm chiếm sau giờ tuất, không ai dám ra khỏi đình làng. Lũ trẻ con bắt đầu họp nhau chơi trốn tìm, kéo co, bịt mắt bắt dê. Tiếng cười nói ngây thơ hồn nhiên vang vọng khắp khoảng sân rộng. Có lẽ đây được coi là thời điểm yên bình nhất trong ngày. Dù bên ngoài, bóng tối dày đặc bủa vây khiến người ta không khỏi liên tưởng đến những điều u ám. Nhưng bên trong đình, đèn đuốc được thắp sáng rực, cảnh tượng nhộn nhịp. Thôn dân cho rằng có nhiều người ở cùng một chỗ dương khí tăng lên sẽ lấn át âm tà, xua tan đi lạnh lẽo. Trẻ con trong làng hiện giờ nhiều đứa mồ côi cha hoặc mồ côi mẹ, lại cũng có đứa mồ côi cả cha lẫn mẹ. Nhưng bọn chúng còn quá nhỏ để nhận thức được sự mất mát hết sức lớn lao. Đối với chúng hiện giờ, chỉ cần được ăn no, ngủ một giấc say, sáng dậy mặc sức chơi đánh khăn đánh đáo, hoặc như hiện tại, tuy chỉ loanh quanh trong đình, nhưng có thể tụ tập chơi đùa cùng nhau đó đã là một điều sung sướng chẳng gì bằng điều may mắn là khi lập danh sách thôn dân còn sống sót lão sự phát hiện làng không mất một đứa trẻ nào trong đám trẻ con đang chơi đùa trên sân có một thằng bé mồ côi cả cha lẫn mẹ nó tên là tấc thằng tấp năm nay lên 10, tuy còn nhỏ nhưng lanh lợi nhất trong bọn sau khi tập hợp lại tất cả đám trẻ nó đưa ra một trò chơi mới Bởi chơi mãi một trò cũng chán Tất phân công Bây giờ rút thăm Ai rút được cây tăm ngắn nhất Thì phải bịt mắt rồi dùng tay nhận diện những đứa còn lại Nếu nhận đúng người Thì tất cả hô đã chết Còn nhận sai người thì phải hô còn sống Đứa nào sống sót thì được lên kiệu Đứa nào chết Phải làm kiệu cho đứa còn sống Đứa nào bịt mắt thì Chỉ được đi tiến không được đi lùi Đi hết một vòng thì mở mắt Cả bọn vỗ tay rần rần hưởng ứng trò chơi mới. Chúng không biết rằng trò chơi này vô tình mở ra một đêm kinh hoàng không thể nào quên đối với toàn bộ dân làng. Giờ tí đã điểm, những ngọn đuốc đã tắt hẳn. Chỉ còn lại vài chiếc đèn lồng còn sáng đung đưa dưới mái hiên của ngôi đình cổ. Đầu đầy tiếng ngáy đều đều như sấm động. Còn lũ trẻ con sau một buổi tối chơi đùa long trời lở đất cũng trở về chỗ nằm từ lâu tất cả đã chìm vào giấc ngủ say sưa tiếng nghiến răng ken két tiếng ú ớ nói mê tiếng cười khúc khích nổi lên giữa đêm khuya tịch mịch tất ơi tất tất ơi giật mình tỉnh dậy vì thấy toàn thân lạnh buốt thằng tất nhận ra chiếc chăn trên đã bị rơi xuống đất từ bao giờ định cúi xuống nhặt lên thì nó bỗng khựng lại bởi nghe văng vẳng đâu đây có ai đó đang gọi tên mình nhìn ra ngoài căn lều tạm nó thấy hai ngọn đèn màu đỏ phía sau hàng rào cây nêu đang nhấp nháy vô cùng kỳ bí giọng ai đó vẫn vang vọng bên tai lúc xa lúc gần tất ơi tất còn đang tò mò nên tất không trả lời chỉ chăm chú nhìn hai ngọn đèn màu đỏ lạ lùng đúng lúc này thằng bé bên cạnh bỗng ngồi nhổm dậy mặc dù không mở mắt nhưng nó vẫn kêu lên thảng thốt có tôi đây Tất nhìn thằng bé kia một cách chân chối Nó bắt đầu đứng dậy lững thững Bước ra khỏi lán như người mộng du Cách đó không xa Một đứa khác tiếp tục có hành động y như vậy Một đứa nữa Rồi một đứa nữa Dễ đến hơn chục đứa trẻ con Bắt đầu nối đuôi nhau Rời khỏi lán trại Đi qua hàng rào cây nêu Như lúc chơi trò rộng rắn lên mây Dẫn đường cho chúng là hai ngọn đèn màu đỏ kỳ quái như lũ ma chơi Tất bàng hoàng nhìn theo đám bạn Cho đến khi đứa cuối cùng sắp ra khỏi hàng rào bảo vệ Nó tỉnh người vội chạy sốc tới lôi lại và gào lên Không, không được đi Thầy Cường đã dặn rồi Chúng mày không được ra khỏi đỉnh Có ai không? Cứu! Nhưng tất cả đã quá trễ Tất tuột tay mất đà ngã ngựa về phía sau đau điếng Lão bất lực nhìn theo đám bạn cùng với hai ngọn đèn kỳ dị xa dần Vội vàng chạy vào bên trong lay gọi người lớn nhưng lạ thay Họ ngủ say như chết Không một ai tỉnh dậy mặc cho tức kêu gào Tức sợ hãi chạy vào trong đình tìm thầy Cương và lão dự Nhưng tuyệt không thấy bóng dáng hai người đó đâu Nhìn lên ban thờ thành hoàng làng Thấy chiếc chuông đồng vẫn đặt ngay ngắn ở đó từ lâu Tất trèo lên lấy xuống gõ len keng dồn dập tiếng chuông như có sức mạnh kỳ lạ đánh thức dân làng trong cơn mê ngủ mọi người nhất loạt tỉnh dậy ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra được thằng tất thông báo tất thảy kinh hoàng vội vã đốt đuốc đuổi theo bọn trẻ trong đêm khuya thanh vắng tiếng bước chân dồn dập cùng ánh đèn đuốc đỏ rực thắp sáng cả con đường mọi người đi theo hướng thằng tất chỉ nhưng xung quanh chỉ toàn một màu đen đặc bóng dáng lũ trẻ đã mất hút như chưa từng xuất hiện chúng đâu rồi mau tản ra tìm đi đoàn người chia thành ba tốp đi về ba hướng tây nam và bắc sự vắng mặt của thầy pháp cùng lão dự cũng làm dấy lên những nghi ngờ nhưng trước mắt cứu người như cứu hỏa những chuyện khác để mai tính chẳng ai ngờ rằng cũng trong lúc này thầy cương cùng trưởng làng đang ở một nơi vừa hoang vắng mà vừa quen thuộc đó chính là nghĩa điện ẩn náu kỹ càng trong một lùm cây rậm rạp gần ngay gần đó lão sự và thầy cương khoác trên mình hai chiếc áo lấy được của những người xấu số. mùi xú uế tỏa ra từ đó khiến lão sự buồn nôn nhưng trước sự động viên của thầy cương lão đành cố chịu đựng bởi theo lời thầy nói nếu muốn lũ ma quỷ nhận ra hơi người thì cứ việc cởi áo dùng áo người chết lấn át đi mùi người sống đó là một cách giúp lão Dự được toàn mạng tại nơi âm u bậc nhất làng để chứng kiến âm mưu thâm độc có một không hai của kẻ phản bội thôn dân bán mình cho quỷ dữ trước mặt đối diện hai người là một cái giếng xây bằng đá ong cách chừng 50 bước chân toát ra hàn khí lạnh lẽo ghê người lão dự giải thích cái giếng này đã có từ lâu do người trông coi nghĩa địa đào những thứ nước lấy ở nơi chôn người chết làm sao mà uống Vì vậy chẳng mấy ai để tâm tới cái giếng Nhìn lên tầng không bằng trăng quần u ám Tỏa ra cái thứ ánh sáng mờ mờ Mông lung, huyền hoặc Như điểm xuyết cho không gian thêm phần u tịch Thầy nhìn kìa Lão dự chỉ tay về con đường mòn xuyên qua cánh đồng dẫn vào nghĩa địa Dưới trăng Hai người nhìn rõ 13 đứa trẻ con nối đuôi nhau như chơi trò rồng rắn lên mây tay chúng đang bám vào một sợi dây nối với một bóng đen phía trước nhìn kỹ có thể nhận ra đó là một vong quỷ nhi với cái dây rốn dài thòng hai đốm sáng màu đỏ mà thằng tất tưởng là hai ngọn đèn thực chất là mắt quỷ con quỷ nhỏ ngồi trên cổ một người phụ nữ lão dự thốt lên đó chẳng phải cô hương hay sao chẳng lẽ linh hồn cô ta đã bị con quỷ kia khống chế Thầy Cương lắc đầu giải thích Không phải đâu Cô ấy đã sinh con rồi Con quỷ chính là con của cô ấy Đi cuối cùng là một cá thanh niên Lão sự nhận ra ngay Đó là thằng nhất con trai lão Nó đã bị ma bắt hồn Trở thành kẻ ác tài lũ trẻ Tới nơi âm u này Thầy ơi Phải làm gì bây giờ Dân làng chắc chắn đã gặp chuyện rồi Nên mới để quỷ câu hồn bọn trẻ lão sư lo lắng nhìn vị thầy pháp cầu cứu thầy cương hết hàm về cái giếng hoang và nói chuẩn bị đi chúng ta sẽ hành động bây giờ thầy cương và lão Sự rời khỏi chỗ nấp lên đứng ngay đằng sau thằng nhất chỉ dở một chút pháp lực của người trong nghề thầy cương đã tách được nhất ra khỏi đoàn người đang bị câu hồn dẫn phách thế vào chỗ của nó một con hình nhân thế mạng lần lượt những đứa trẻ cũng được cứu bằng cách đó Riêng đứa cuối cùng, thầy cương tự mình đứng vào hàng cùng hai con ma xuống dưới giếng cạn. Trái với bên trên mặt đất u tịch và tăm tối, dưới giếng cạn là một không gian hoàn toàn khác. Thầy cương lần đầu nhìn thấy một mật thất dưới lòng đất được xây dựng công phu cầu kỳ theo hình bát quái với một cửa sinh và bảy cửa tử. Một lão già ngồi chặn trước cửa sinh, dáng bộ tịnh tâm như đang thiền định. Biết có khách lạ tới thăm, lão già cổ quái đột nhiên mở mắt trừng trừng lão rít qua kẽ răng tới rồi sao lão thầy pháp ta biết thế nào lão cũng mò tới nơi này chỉ có điều là tới không đúng lúc thầy cương mỉm cười ôn tồn đáp lại ông không ngờ đúng không bạch tiên sinh ánh mắt lão già chợt lóe lên tia phức tạp nhưng lập tức trở lại bình thường thầy cương vất tay Lão không cần ngạc nhiên đâu lão trùng Bức đại tự treo ngay trên đầu lão Đã giới thiệu họ tên lão cho ta Lão giả khựng lại đôi chút Rồi bật cười khanh khách Chẳng qua chỉ là một bức đại tự Chẳng có nghĩa lý gì Thầy cương mỉm cười Bà chữ bạch tự miếu kia Chính là chìa khóa mở ra bí mật Hơn 100 năm về trước Ngồi miếu cổ chẳng phải được dựng lên Từ trên đống cho tàn của nhà họ bạch hay sao Và ông trùng à Tôi biết, ông chính là hậu duệ cuối cùng của họ Bạch trên đất này. Trước sự kinh ngạc của lão già, giọng thầy cường vẫn đều đều. Hơn một trăm năm trước, một biến cố kinh hoàng đã xảy ra, khiến cho 72 người già trẻ lớn bé của nhà họ Bạch vong mạng. Chỉ có duy nhất một người sống sót, đó chính là bà nội của ông. Người phụ nữ ấy thoát ra khỏi tình cảnh ngặt nghèo khi đang mang cốt nhục nhà họ Bạch bà ấy lưu lạc nhân gian, sinh ra cha của ông. Bao nhiêu năm qua ông nếm mật nằm gai, âm thầm tu luyện để chờ ngày báo thù cho dòng họ. Ngôi làng này có kết cục bi thảm như hôm nay là do một tay ông sắp xếp. Lão chủng cười lên ha ha. Khá khen cho một gã thầy bùa biết suy luận. Đúng vậy, nhà ngươi nói quả thật không sai. 72 người trong phủ họ bạch đã bị người làng này giết sạch không chờ một ai và ta chính là hậu duệ cuối cùng của họ. Mắt lão trùng đỏ lên như mắt của lão quỷ dữ, tiếng quả kêu thê thiết vọng từ trên miệng giếng như gợi lại những ký ức xa xăm. Từ ngày thằng bé tên trùng bắt đầu có trí khôn, nó nhận thức được việc bản thân không hề bình thường như những đứa trẻ khác. Người lớn thì không nói, ngay cả những đứa trẻ con trong làng cũng không một ai muốn lại gần nó cả. Vì đơn giản, nó là con hoang nhưng thằng chủng chẳng lấy vậy làm buồn bã ngược lại dân làng thường thấy nó cười nói một mình như thể bên cạnh có người dần dần họ đồn đại thằng chủng bị vong theo sự xa lánh càng vì thế mà tăng lên những nơi thằng chủng đi qua đều bị rắc muối rắc vôi người ta coi thằng bé là một thứ gì đó dơ bẩn và uế tạp mẹ thằng chủng bị chừa hoang mà phải trốn chui trốn lùi sau đổi sinh ra nó ngay trước cổng của ngôi miếu cổ và bỏ lại đó để đứa con bé bỏng tự sinh tự diệt tiếng khóc của thằng nhỏ lanh lảnh thu hút sự chú ý của thôn dân nhưng họ chỉ đi ngang qua nhìn mặt trùng tuyệt không một ai muốn cứu may thay nó được một người đàn ông mang về nuôi mãi sau này nó mới biết người đàn ông đó chính là cha ruột bởi một điều khó nói người ấy là hậu duệ của họ bạch do mối thủ diệt tộc năm xưa mà ở lại làng dưới thân phận được giấu kín nhưng tứ cố vô thân anh ta không thể đường đường chính chính lấy được vợ nên đành cưỡng bức một cô gái nhà lành khiến cô ta mang thai chờ ngày chủng được sinh ra người ấy mới đưa về nuôi dưỡng có người chứng kiến từng kể lại vào cái đêm cô gái chuyển xạ ở quanh miếu có cả trăm con đom đóm lập lòe như những linh hồn bất định vây quanh những chuyện ly kỳ về chủng Vì thế càng được theo dệt mỗi ngày một nhiều thêm Năm trùng 12 tuổi Người cha ruột qua đời Từ đó chủng chính thức trở thành kẻ tứ cố vô thân Nhưng lúc này Nó cũng phát hiện ra khả năng đặc biệt Mà không một đứa trẻ bình thường nào có được Đó là khả năng nói chuyện với người đã khuất Nhờ có mắt âm dương thấu tận cõi âm Nó bắt đầu giao tiếp với cô hồn và cả loài quỷ dữ tâm thức của nó thay đổi từ lúc nào không hay việc bị san lánh càng khiến chủng trở nên căm ghét dân làng và quyết tâm tu luyện để trả thù cho bản thân và dòng tộc lợi dụng nghề khâm liệm bốc mả lão chủng lấy nghĩa địa làm nơi ở nhưng bí mật xây mặt thất ngay dưới lòng đất nhìn ở trên người ta chỉ nghĩ đó là miệng giếng bình thường nhưng xuống bên dưới mới biết có cả một trận đồ bát quái bên trong Đêm này chính là đêm kinh hoàng năm nào Mà phù họ bạch bị đổ sát Lão trùng muốn dùng máu người Để hiến tế tổ tông Đủ 72 mạng người của làng Nằm xuống Thì những oan hồn trước kia Có thể được siêu thoát Lão trùng cười phá lên như một kẻ điên Nhưng lúc này lão cũng nhận ra Những vật tế mà lão chuẩn bị Đã bị thầy cương cùng trưởng làng nẫng tay trên Bọn trẻ con và thằng nhất hiện giờ đang được dân làng chăm sóc. Sau khi cứu được chúng, lão sự lập tức đánh kẹn, thổi tù và sừng trâu, cũng như đốt đuốc để báo hiệu cho mọi người tập trung về nghĩa địa. Được lắm, đã thế, ta sẽ khiến cho bọn dân làng chết chung một ngày. Thầy Cương nhìn lão già căm tức, bởi mặc dù đã có sự đề phòng, nhưng thầy Cương không thể ngờ, thằng nhất vẫn bị lão già trước mặt thao túng hồn phách. Chắc người ngạc nhìn lắm phải không? Ta biết, từ khi thằng nhất từ miếu cô hồn trở về, nhà ngươi đã đề phòng nó rồi. Nhưng có một điều ngươi không thể ngờ, đó là thằng nhất thực ra chỉ là con tốt thí. Kẻ thực sự giúp ta đêm nay khống chế dân làng, lại là một kẻ khác. Thầy cương ngỡ ngàng rồi chợt hiểu ra vấn đề. Nói như lão trùng, ngoài thằng nhất bị câu hồn, có lẽ trong số thôn dân có kẻ làm tay trong cho lão già tạo nghiệp chẳng có lẽ một cái tên liền hiện lên trong đầu thầy pháp lão trộm bèn nói tiếp lão ấy cũng như ta từng là trẻ mồ côi sinh ra từ bụng một người mẹ trở hoang bị dân làng ghét bỏ trong lòng lão đã có sẵn mối thâm thù với người làng ta lợi dụng điều này chọn con gái lão làm người sinh con cho vong hồn nhà họ bạch đám dân làng quả nhiên không tha cho cô à điều này càng kích thích sự thù hận trong lòng một người làm cha Do đó, lão đã đồng ý làm việc cho ta. Đêm nay, đám dân làng được uống thuốc mê sẽ ngủ say như chết. Như có tiếng sấm nổ bên tai, thầy Cương chợt hiểu ra. Tên trộm lấp ló sau hàng rào cây nêu dù thằng nhất ra khỏi đình vào đêm hôm ấy chính là lão Nhiêu. Người đánh thuốc để dân làng mê man bất tỉnh yểm trợ cho con quỷ nhỏ câu hồn bọn trẻ cũng là lão Nhiêu. Lão trùng đột ngột rút dao cứa vào tay mình, nhỏ máu xuống mặt đất. Bên trên tầng không, lập tức vang vọng tiếng quạ kêu đinh tai nhức óc. Dân làng lần đầu tiên trong đời nhìn thấy cảnh kỳ lạ. Bảy quả tập trung thành bầy bay vòng tròn trên miệng giếng. Trên lưng con nào con nấy loang loáng những cái bóng trắng mờ mờ như sương như khói. Âm thanh ở ngoài nghĩa địa lúc này trở nên hỗn độn bởi tiếng quạ kêu, gió hú tiếng khóc tiếng cười không rõ của người hay ma tất thảy sợ hãi ôm nhau rồi bỏ chạy tán loạn nhưng lũ quả như thể bầy diều hâu con nào con nấy hai mắt đỏ lòm hung tợn lập tức lao xuống mổ lên đầu lên cổ dân làng dồn họ về phía miệng giếng thầy cương thấy rõ tình hình nguy cấp bởi lực lượng không tương xứng chờ rõ pháp thuật của lão trùng cao cường ra sao nhưng sau lưng lão có 72 vong hồn họ bạch chống lưng. Bảy cửa tử đã mở sẵn, mỗi cửa đều là những cạm bẫy ghê người. Một khi rơi vào chắc chắn thì nát xương tan. Lão trùng tính toán, đời đám dân làng xuống hết cấm địa, sẽ cho miệng giếng đóng lại. Thôn dân chỉ còn một con đường chết. Đúng như thầy Cương dự liệu, thôn dân bị đàn quạ ma dồn xuống giếng mỗi lúc một đông. Tiếng la hét thấu tận trời xanh miệng giếng bên trên liền bị bít chặt lão trùng cười man dở lợi dụng mẹ con cô hương đứng chắn đằng trước lão toàn nhảy vào cửa sinh chạy thoát thân nhưng đúng lúc này ám khí bay tới cắm vào bắp chân khiến lão ngã quỵ ngay tại chỗ để cứu dân làng và cứu chính mình không còn cách nào khác thầy cương phải liều mạng đánh bại lão trùng đã thông cửa sinh đang bị án ngữ lão trùng không phải là quỷ lão vẫn là con người bằng xương bằng thịt giết chết lão sẽ không còn ai chỉ đạo đám yêu ma tác oai tác quái cái khó ở đây là vong ma của cô hương và đứa con do cô ta sinh ra luôn ở bên cạnh yểm trợ cho lão già thầy cương không muốn hại đến linh hồn tội nghiệp của cô gái trẻ lão chủng biết vậy nên điều khiển mẹ con họ đứng tấn đằng trước che chắn cho mình lúc này lão dự đột ngột xuất hiện cùng với hai người đó là ông bà nhiêu nhìn thấy con gái bà nhiêu à khóc nức nở, thống thiết gọi tên con. Vòng hồn của Hương bị hình ảnh của người mẹ làm cho sao lãng, buông lỏng sự đề phòng. Thầy Cương rút một lúc hai đạo bùa ném về phía trước, đánh giạt mẹ con Hương sang hai bên, rồi theo đà lao tới quật ngã lão trùng Hai người lăn lông lốc một vòng, những sự việc liên tiếp xảy đến, kể ra thì dài dòng, nhưng thực chất chỉ diễn biến trong tích tắc. Thầy Cương giơ tay bóp mạnh ít hầu kẻ phản bội làng Rồi dập đầu lão xuống nền đất Máu túa ra trên đầu lão trùng kích thích đám quạ ma khát máu Khiến chúng càng như phát cuồng bắt đầu lao xuống lưng thầy Cương cấu xé Trong lúc thầy Cương chống trả đàn quả Lão trùng rút ngay con dao trong áo Định một nhát xuyên tim vị thầy Pháp Nhưng thầy nhanh chóng đỡ được Lão trùng lấy hết sức bình sinh đẩy mạnh thầy Cương Ngã bật ngựa về phía sau Rồi cầm dao lao tới Phật con dao ngập lút vào da thịt máu chảy chan hòa thấm đẫm vệt áo màu nâu chỉ nghe giọng một người đàn bà rít lên ông nhiêu không sai bởi người vừa lao tới đỡ nhát dao cho thầy cương chính là lão nhiêu bà nhiêu băng qua đàn quả hung tợn kịp đỡ được lão nhiêu trước khi thân thể to lớn gục xuống vũng máu đỏ thấm lão chỉ kịp thì thào tôi Tôi có lỗi với dân làng Hãy hãy giúp con Hương siêu thoát Dân làng kinh hãi đứng chết chân Nhìn cảnh tượng ghê sợn Lão sự liền hô lên Giết lão chủng Bảo vệ thầy Cương Mọi người như tỉnh cơn mê Liền lao về phía hai người đàn ông đang giằng co Dùng thân mình che chắn cho thầy Pháp Khỏi bảy quả hung hãn Lão chủng nằm bất động dưới thân của thầy Cương từ ngũ quan máu túa ra nhộm đỏ khuôn mặt trắng bệch lão quả ma bị kích thích lập tức lao tới rỉa xác của lão trong phút chốc cơ thể của lão chỉ còn lại bộ xương trắng xóa đoàn người lục đục nối đuôi nhau rời khỏi giếng cạn theo đường cửa sinh duy nhất lên đến trên mặt đất ai nấy mới hoàn hồn biết rằng mình còn sống nơi này thật đáng sợ rồi còn ai dám tới đây nữa lão sợ lo lắng nhìn về cái giếng còn thầy cương ngẩng lên bầu trời mây đen vần vũ những tia sét chớp giật liên hồi thầy bảo lão dự nơi này hơn một trăm năm trước chỉ là một cái đầm nhưng một trăm năm sau dòng chảy của sông ngòi và địa mạch thay đổi dẫn đến cái đầm năm nào bị lấp đi hình thành bãi bồi như bây giờ nếu nhìn vào tấm bản đồ ra thuộc nơi này có phong thủy của mắt rồng an táng thôn dân vốn dĩ là một chuyện tốt nhưng người nhà họ bạch vô cùng thâm thúy Họ để lại di huấn cho con cháu Báo thủ cho dòng họ bằng cách phá mắt rồng Cái giếng này bên dưới chất đầy xương trắng Là nơi não trùng làm chuyện tà ma Hình dung dễ hiểu Thì tức là mắt rồng bị lão trùng đâm thủng Lòng mạch vì thế mà bị động Rồng bị khoét mắt át làng có biến Cụ thể là nạn hạn hán suốt hai năm qua Người dân không hiểu chuyện Lại đi giết hại một cô gái có chữa với ma Nghiệp của làng vì thế càng chất chồng Tội mới lẫn tội cũ khiến cho tai ương cứ liên tiếp không ngừng Lão sự bần thần Chúng tôi chỉ là hậu nhân Quả thật không thể hiểu nổi trước đây tổ tiên đã gây ra chuyện gì nghiêm trọng Để con cháu phải gánh chịu hậu quả thảm khốc như vậy Đặt tay lên vai trưởng thôn Thầy Cương ôn tồn khuyên nhủ Ông hãy đưa mọi người trở về làng đi đã Chuyện ở đây để tôi lo liệu Còn những điều ông thắc mắc hãy để ngày mai rồi nói chưa muộn đoàn người đốt đuốc quay trở về làng từ trên cao nhìn xuống hệt như một đàn kiến hành quân mây đèn vần vũ rằng che ngả hai bên đường cục đầu vào nhau dì dào như người kể chuyện đi được nửa đường mọi người giật mình quay đầu nhìn về nghĩa địa chỉ thấy một tia sét sáng loà đánh xuống tất cả xôn xao và hoang mang cực độ bởi không rõ lão thầy pháp còn sống hay đã chết Thương tiếc người thầy Pháp hết mình vì dân làng Mọi người đều không trở lại ngôi đỉnh cổ Mà đứng ngay bên đường hướng về nghĩa địa Như chờ đợi điều gì Rất lâu sau Có tiếng cả gáy ở đâu vọng lại Âm vang bốn bề Thôn dân ai nấy nhìn nhau ngơ ngác Đã lâu lắm rồi Trong làng không có tiếng gà Người ta thường nói Tiếng cả gáy chính là khắc tinh của ma quỷ xua tàn đi những gì âm u nhất Thuộc về màn đêm gà gáy lần thứ ba chân trời phía đông bắt đầu ửng hồng mọi người nháo nhác chỉ về phía con đường trước mặt có bóng dáng một người đang tiến bước là thầy cương ông ấy còn sống thôn dân vui mừng chạy ủa tới công canh vị thầy pháp lên cao kiểu ông trở về đình làng Giao lại cho ông dự bức đại tự bằng đồng, có ba chữ khắc nổi bạch tự miếu. Thầy Cương cho biết, ở trong này có lời giải cho sự việc kinh hoàng hơn 100 năm trước Tôi đoán đó là bút tích của lão chủ. Lật úp bức đại tử Chỉ vào những dòng chữ khắc chìm bằng kim khí Thầy Cương giải thích Nằm đó trong làng cũng xảy ra mất mùa, đói kém Khắp nơi nhân dân sống cuộc sống cực, cực lầm than Trong khi đó một số phú hộ bá hộ Đặc biệt là họ bạch lại vô cùng sung túc no đủ bên trong và bên ngoài phủ là hai cảnh tượng hoàn toàn trái ngược họ bày có nghề buôn lùa tiếng tăm khắp trong ngoài chấn. tuy giàu có nhưng cũng không phải máu lạnh một tháng hai lần họ đều nấu cháo phát trần cho dân chúng vào mùng một và ngày rằm để tích đức nhưng thứ họ nhận được không phải lòng biết ơn của dân làng mà ngược lại càng khiến những kẻ gan ăn tức ở kiếm cớ trở mặt sự đói khát như con thú dữ ăn sạch lương tâm Người làng họp nhau nghĩ kế hợp lực xông vào trong phủ giết người cướp của. Nói là làm, vào một đêm trăng âm u, thôn dân bắc thang tràn vào nhà họ bạch, bắt trói lão ra. Phụ nhân cũng như toàn bộ con cháu và người làm, ép họ giao ra chìa khóa kho thóc cùng chỗ cất giữ tiền bạc. Những kẻ táng tận lương tâm sau đó bắt họ bạch uống thuốc độc rồi đóng chặt các cửa để 72 mạng người bên trong chết dần chết mòn vì đói khát và chất độc từ từ phát tác. Có lẽ trước khi chết, Bạch lão gia đã tự tay vẽ lại tấm bản đồ ra, cũng như ghi lại tên tuổi từ trên xuống dưới, tất thảy con cháu và người làm, đồng thời đóng dấu mộc đỏ có chữ Bạch để lưu truyền hậu thế. Lão sử run run, giọng nói lạc hẳn đi. Thưa thầy, chuyện này liệu có đáng tin? Dù gì cũng đã cả trăm năm trôi qua. Thầy Cương thở hát ra đáp lại. Lão trùng đã dành cả đời bày binh bố trận trả thù dân làng Để mọi người nhận kết cục thảm như chính người họ bạch năm đó Chịu đói chịu khát Chết dần chết mòn trong chính ngôi nhà của mình Nên chuyện đó không dám nói là bịa Lão dự rùng mình nghĩ đến cảnh tượng Những con người bị nhốt ở trong bốn bức tường của bạch gia Vì quá đói khát nên ăn thịt lẫn nhau Cuối cùng cũng không thoát khỏi tay tử thần xác người la liệt ở trong phủ Bị đàn quạ mổ bụng rỉa hết cổ lòng đến phần da phần thịt rồi sau tất cả chỉ còn là xương trắng rồi lão lập tức liên tưởng đến những việc thanh niên trong làng cùng đám nạn dân ăn lòng thối ngay trước miếu cổ một cách ngon lành như ăn cao lương mỹ vị phải chăng đó là sự trừng phạt của những linh hồn oan ức họ đang muốn tái hiện lại cảnh tượng thảm khốc năm nào thầy cương cùng lão dự nhìn ra ngoài sân nắng đã lên cao phủ lên mặt sân đình một màu vàng óng như mật ong trong mắt lão sự hiện lên những cảm xúc phức tạp, không thể nói thành lời. Trong đầu lão đã mường tượng ra khung cảnh trong vài ngày tới, cả làng sẽ cùng nhau làm lễ hàn long mạch tại cái giếng hoang ngoài nghĩa địa, cũng như giải oan cho 72 nhân mạng của nhà họ Bạch. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Không biết quý vị thấy câu chuyện như thế nào? Hãy để lại những bình luận nhé. Xin chào hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon.